Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. chương 381, chỉ điểm Mạc vũ 1. Trận thi đấu lớn mỗi lần, phần thưởng cũng không giống nhau. Chỉ có điều, đều vô cùng phong phú. Quan trọng nhất là được thú đường coi trọng, nói không chừng lại có cơ hội đi tới quốc gia cao hơn học tập. Nghe được câu hỏi, phong đường chủ vội vàng nói. Lần trước quán quân, có được ngọc phú chương trình học của danh sư Tam Tinh và bí tịch phương pháp thuần thú lưu thủy. Cái này cũng gọi là phong phú. Trương Huyền bất đắc dĩ. Còn tưởng rằng quán quân sẽ được bảo bối các loại gì đó. Ngọc phú chương trình học của danh sư Tam Tinh, bí tịch phương pháp thuần thú. Đối với hắn mà nói, toàn bộ cũng không có tác dụng. Nếu như nhận được quán quân, không muốn bọn họ thưởng, đổi lấy cái khác cũng có thể chứ. Có chút do dự, Trương Huyền hỏi. Vậy phải xem đổi cái gì? Phong Đường chủ kỳ quái nhìn qua, Ngọc Phú chương trình học của danh sư Tam Tinh, cho dù đối với hắn, cũng là bảo vật vô giá. Lẽ nào người trước mắt này còn không biết đủ, còn muốn vật càng chân quý hơn. Đổi một ít công pháp tu luyện. Trương Huyền nói. Audio điện tử võ tấn bền. Công pháp tu luyện, còn một ít. Trên mặt ba thuần thú sư lớn đầy những dấu chấm hỏi thật lớn. Người cho rằng công pháp tu luyện là rau cải trắng sao. Vừa mở miệng lại, một ít, Trương Huyền gật đầu. Ừ, ví dụ như công pháp tu luyện của Tông Sư Cảnh, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất có thể có hơn một nghìn quyển. Hơn một nghìn quyển. Thân thể mọi người thoáng lắc lư một cái. Ban đầu, bọn họ cho rằng, một ít, hơn mười quyển cũng không tệ. Hơn một nghìn quyển, ngươi là muốn cướp đoạt toàn bộ thú đường sao. Cấp bậc, gì? Phong đường chủ không nhịn được nói. Công pháp phân chia ra đẳng cấp, cấp bậc cao, một quyền cũng khó cầu, còn hơn một nghìn quyền. a à, cấp bậc không cần, tùy tiện cấp bậc gì cũng được, chỉ cầu số lượng, càng nhiều càng tốt. chuyện này mọi người sửng sốt. nếu như không cầu cấp bậc, vậy lại không đáng giá. ở vương quốc nhất đẳng nhị đẳng bí tịch tông sư cảnh chân quý đến phong hào vương quốc lại không đáng giá bao nhiêu tiền. chỉ cần có đủ kim tệ đều có thể mua được. người này lại muốn sử dụng ngọc phù chương trình học của danh sư tam tinh đổi lấy. Vị này khó tránh khỏi có chút quá lãng phí của trời. Danh sư Tam Tinh, cho dù ở Phong Hào Vương quốc đều là nhân vật lớn cao cấp nhất. Chương trình học của hắn, vô số người chen vỡ đầu, cũng không nhất định có thể có được. Sử dụng ngọc phù chương trình học đổi lấy một ít công pháp vô dụng. Tại sao lại khiến người ta có một loại cảm giác lấy gùi bỏ ngọc? Phải biết rằng, người tu luyện chỉ có thể tu luyện một loại công pháp. Muốn thay đổi, cần phải quay trở lại từ đầu, phiền phức vô cùng nếu như muốn một ít công pháp lợi hại ngược lại cũng thôi không cầu cấp bậc linh tinh đều có cũng không có cách nào tu luyện hiểu rõ những điều này ba thuần thú sư lớn đều đồng loạt nhìn qua mắt lớn chừng mắt nhỏ khẩu vị của trương thú sư này thực sự quá kỳ lạ nếu như không cầu đẳng cấp loại này công pháp vẫn rất dễ tìm chắc hẳn là có thể điều kiện trước tiên là thu được quán quân của trận thi đấu thuần thú lớn có chút do dự phòng đường chủ gật đầu Trận thi đấu thuần thú lớn từng có tiền lệ thay đổi phần thưởng. Chỉ cần giá trị không vượt qua quá nhiều, có thể cầm ra, dùng để lôi kéo đối với thiên tài thuần thú, không tính là gì cả. Tốt lắm, ta đáp ứng. Trương Huyền lên tiếng. Theo đẳng cấp tu luyện càng cao, công pháp càng khó thu thập. Phong Hào Vương quốc hắn sớm muộn phải đi, có người có thể dẫn đường, tất nhiên là hay nhất. Quá tốt, vậy nửa năm sau, chúng ta gặp ở Hiên Viên Vương thành nghe hắn đáp ứng, mắt ba thuần thú sư lớn nhất thời cùng sáng lên, từng người siết chặt nắm đấm. Quyền lạc sơn mạch bọn họ mỗi lần thi đấu đều ở vị trí lót đáy, có vị thiên tài thuần thú sư này gia nhập, có lẽ có thể một tiếng liền khiến người kinh ngạc, khiến cho các thú đường khác đều trợn mắt há hốc mồm. Nói xong chuyện trận thi đấu thuần thú lớn, lại hàn huyên một hồi, ba vị thuần thú sư lớn thấy cũng không hỏi ra điều gì từ trong miệng đối phương, cũng lại thôi. Người trước mắt này vừa nói đến chỗ mấu chốt lại giả ngây giả dại giả vờ không biết bọn họ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì người nói người khác không hiểu ngược lại cũng thôi thân là sư huynh của danh sư danh sư học đồ sát hạch danh sư thế nào trung quy chắc hẳn phải hiểu chứ cho dù không biết làm thế nào nâng độ cao tâm cảnh phải biết kết quả cái gì cũng không biết được nhịn y thuật cao minh như vậy không hỏi kiến thức cao thâm, dược lý đơn giản một chút, không ngờ. Cũng hoàn toàn không hiểu. Tiếp tục nhịn. Chỉ có điều, người cũng là thuần thú sư nhị tinh, thậm chí ngay cả cưỡi man thú bay như thế nào cũng không biết được rõ ràng. Thú đường có cơ cấu nào cũng không rõ. Nếu như cái này còn có thể nhịn, hỏi thăm rừng thú lớn tới mức nào, bên trong có bao nhiêu thuần thú học đồ, một thuần thú sư có thể thu mấy nà. Cái này giả vờ có chút quá, không muốn nói chuyện với chúng ta, nói rõ là được, giả vờ gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Rất thú vị sao? Vừa rồi, thời điểm ngươi đánh ra các phương diện thuần thú, chữa bệnh, luyện đan, lại không chỗ nào không tinh không gì không làm được. Lúc này lại bộ dạng này, người không biết còn không tưởng rằng tinh thần phân liệt sao? Hàn Huyên một hồi, ba thuần thú sư lớn thật sự chịu không nổi, mau chóng từ biệt. Chương 382, chỉ điểm Mạc Vũ 2. Ai, không vội đi, còn không có trò chuyện hết. Trương Huyền vội vàng bắt chuyện. Vù, ba người thoáng lắc người một cái, phó kỹ lập tức thi triển ra. Hắn còn chưa nói dứt lời, bọn họ đã biến mất ngay cả bóng lưng cũng không thấy. Người nào thích trò chuyện với hắn, cùng hắn trò chuyện sao? Ta còn muốn sống thêm một khoảng thời gian nữa, không muốn tức chết ở chỗ này. Hàn Huyên một hồi, tăng thêm không ít kiến thức, không biết suy nghĩ trong lòng ba người. Trương Huyền cảm thán một tiếng, cũng đứng dậy. Đám người phong đường chủ mặc dù chỉ là thuần thú sư, nhưng đối với tất cả vương quốc xung quanh, tất cả thế lực phân chia, lại biết cực kỳ rõ ràng. Không ít chức nghiệp cũng có thể nói ra một ít nội dung. Thật sự khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Thoạt nhìn thế giới này không có khoa học kỹ thuật, không hiện đại hóa, nhưng có thêm hệ thống tri thức không biết bao nhiêu năm, so với kiếp trước còn muốn sâu sắc, vững chắc hơn. Từ khi hắn xuyên qua đến bây giờ, Tính toán đâu ra đấy cũng không đến 20 ngày. Trong đầu hắn còn có tư duy kiếp trước, rất nhiều chuyện đều không biết được rõ ràng. Cùng nói chuyện phiếm với những người kinh nghiệm phong phú như vậy, quả thực được ích lợi không nhỏ. Liên tục chạy hai ngày đường, lại ở thú đường rằng con một buổi chiều, Trương Huyền cũng có chút mệt mỏi. Ở dưới sự dẫn đường của một học đồ, hắn đi về phía phủ đệ được phân cho hắn. Còn không có đi tới cửa, hắn liền thấy một bóng người uyển chuyển đứng ở bên ngoài yên tĩnh giống như một bức tranh. Mạc Vũ, Trương Huyền sửng sốt, không phải là ai khác, chính là thiên tài nữ hài cùng hắn giận dữ một ngày, tam công chúa của thiên vũ vương quốc, Mạc Vũ. Trương Thú Sư, thấy hắn đi tới, Mạc Vũ tiểu thư nhìn qua, tiểu thư đang đợi ta. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua, giải quyết xong chuyện của khiếu thiên thú, trời đã gần tối. Hắn lại cùng ba thuần thú sư lớn hàn huyên một hai canh giờ, Lúc này cũng khoảng hơn 10 giờ tối. Lúc này nàng canh giữ ở cửa làm gì? Không sai, ta có chuyện dù thế nào cũng không nghĩ ra, muốn đích thân qua hỏi thăm. Mạc Vũ tiểu thư cắn răng một cái. A, à, ngày hôm nay cũng đã nổ lò, người làm thế nào xác định bên đan dược trong lò đã chế luyện được? Mạc Vũ tiểu thư nhìn qua. Nàng trở lại dù thế nào cũng không nghĩ ra. Làm luyện đan sư chính thức, nàng biết thứ đan dược này muốn thành đan độ khó cực lớn sớm một phần không được muộn một phần cũng không được nổ lò đồng thời thành đan cho dù tận mắt nhìn thấy nàng cũng không thể tin được quả thực giống như thần thoại vận khí trương huyền thuận miệng nói có thiên đạo đồ thư quán đúng lúc theo dõi khi nào nổ lò khi nào thành đan tất cả đều rõ ràng chỉ có điều việc này không thể nói ra được hắn không thể làm gì khác hơn là giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo vận khí Mạc Vũ tiểu thư lắc đầu. Luyện đan không có vận khí, vẫn hy vọng Trương thú sư chỉ giáo, Mạc Vũ chân thành cảm kích. Làm thiên tài, học tập rất nhiều chức nghiệp, Mạc Vũ có lòng ham học hỏi mãnh liệt. Ban đầu, đối với Trương Huyền này, nàng không mấy quan tâm. Sau khi trở về cẩn thận nhớ lại rất nhiều bước luyện đan, nàng mới có phát hiện kinh người, đối phương đối với khống chế dược lý, lò lửa, ngay cả sư phụ của nàng cũng còn xa mới bằng được. Phải biết rằng lão sư của nàng lại là một vị luyện đan tông sư nhị tinh đỉnh cấp, tồn tại ở Thiên Vũ Vương quốc cũng phải tính đến. Một người chưa đủ 20 tuổi, ngay cả lão sư của nàng cũng không bằng. Có khả năng sao? Cho nên, theo nàng, nhất định hắn sử dụng kỹ xảo gì đó. Suy đi nghĩ lại, nàng lại chết sống không nghĩ ra. Lúc này nàng mới đặc biệt tới hỏi thăm, hy vọng có thể từ trong miệng đối phương nhận được một ít gợi ý. Nàng muốn học tập Vốn tưởng rằng lừa gạt vài câu, đối phương sẽ biết khó mà lui. Không nghĩ tới vẻ mặt nàng nghiêm túc, Trương Huyền có chút giật mình. Đúng, ta thật sự muốn biết, cũng muốn học tập. Mạc Vũ nghiêm túc nhìn qua. A. À, nhìn thấy được bộ dáng này của đối phương, Trương Huyền không khỏi gật đầu. Không có cao giá của công chúa, không nghĩ ra, không tiếp nhận sai đi hỏi. Thảo nào tuổi còn trẻ lại có nhiều chức nghiệp như vậy. Mạc Vũ tiểu thư này thật sự có chỗ hơn người. Nếu nàng muốn học, ta lại nói cùng nàng một chút. Đối với loại người ham học hỏi như vậy, Trương Huyền cũng không keo kiệt. Hai tay hắn đặt ở sau lưng, chậm rãi mở miệng. Luyện đan, mặc dù là dung hợp dược liệu, phát huy dược tính của thuốc tốt nhất. Nhưng trong chế luyện, không thể chỉ để ý tới điều này, còn phải kết hợp rất nhiều thứ. Lò luyện đan bị nổ mạnh kia của nàng, nếu như ta không nhìn lầm, là sắt tinh hàn trên Hàn Kim Sơn ở Tây Bắc Thiên Vũ rèn ra trình từ quá trình 9 lần, rèn đủ 7749 ngày. Tuy rằng không phải do luyện khí sư chính thức rèn ra, nhưng cũng từ trong tay một vị thợ thủ công nổi danh năm, từng trải muôn ngàn thử thách, rắn chắc khác thường. Chỉ có điều, hắn chuyển đề tài câu chuyện. Cái lô đỉnh này, nàng đã luyện đan 18 lần. Trong đó khi tức chuyển động, nắm giữ dấu hiệu nổ lò tổng cộng 7 lần. Mặc dù có lực lượng mạnh mẽ áp chế, lại tạo thành tổn thương cực lớn đối với bản thân lò luyện đan bên trong xuất hiện không ít vết nứt và đường vân chỉ có những cái này ngược lại cũng thôi nếu như ta không nhìn lầm một tháng trước nàng còn dùng nó chế luyện qua một viên băng phách đan thứ này nóng lạnh công kích lẫn nhau lực lượng va chạm vào nhau đối với bản thân lò luyện đan có ảnh hưởng cực lớn dựa theo tình huống bình thường cần phải dùng chân khí bảo vệ mới có khả năng dẫn đến lò luyện đan không bị tổn thương nhưng nàng vẫn không làm như vậy cho nên cái lò này Bản thân nó đã có một vài vấn đề ở bên trong, cho dù lần này không nổ, sau này cũng kiên trì không được bao lâu. Nói xong về lò luyện đan, chúng ta nói tiếp về hoàn cảnh luyện đan vừa rồi, thời tiết vào thu, lại là trạng vạng tôi, đã có chút lạnh giá. Khi bắt đầu luyện đan, nàng không cố gắng làm nóng đỉnh, liền trực tiếp tăng nhiệt lượng lên, muốn biểu diễn khả năng khống chế hỏa diễm của mình. Thoạt nhìn tuy rằng đẹp mắt, trên thực tế lại chẳng khác nào tiếp tục tàn phá lò luyện đan. Trương Huyền nói đến đây mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía nữ hài trước mắt. Mạc Vũ Tiểu Thư, không biết những gì ta nói, có đúng hay không? Cái này, thân thể Mạc Vũ chấn động, trợn mắt há hốc mồm. chương 383, xuất phát, độc điện. 1. Lò luyện đan này của Mạc Vũ là ở thời điểm nàng vừa thông qua luyện đan sư nhất tinh, sư phụ đưa qua, tính toán cẩn thận, quả thực đã luyện đan 18 lần. Trong đó có dấu hiệu muốn nổ lò 7 lần, Mỗi lần đều nhờ sư phụ hỗ trợ áp chế. Ở một tháng trước, nàng cũng thực sự từng chế luyện qua một viên băng phách đan. Đối phương nói không có sai lầm chút nào. Liếc mắt thoáng nhìn lò luyện đan, lại nhìn ra những điều này. Cái này, khó tránh khỏi quá nghịch thiên. Mạc Vũ chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, khó có thể tin nổi. Đương nhiên những điều này chỉ là điều căn bản nhất, chỉ có thể khiến cho người ta quyết định sơ bộ thời gian luyện đan có thể sẽ nổ tung lại không xác định được nổ lúc nào, lực lượng nổ tung lớn tới mức nào, lô đỉnh cuối cùng có thể kiên trì bao lâu. Thấy đối phương không nói chuyện, Trương Huyền cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nói. Muốn xác định những điều này, khống chế đối với thuốc cũng có thể đạt được cảnh giới nhất định. Trước dương đan là do 9 loại dược liệu thuộc tính dương dung hợp tạo thành. 9 loại dược liệu chỉ có trung hòa lẫn nhau, ngăn cản lẫn nhau mới có khả năng duy trì lực lượng không xung đột. Bằng không, một bước làm sai, các bước sau đều sai, giống như đốt thuốc nổ. Trước đó, nàng nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của ta đưa lên dược liệu, không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ có điều, thời điểm ở bước thứ 17, thời gian nàng đưa lên dễ cực thảo, vừa vặn trước nửa hít thở. Đừng xem thường nửa hít thở này, nàng ở bước thứ 11 thả dương hỏa một cùng bước thứ 14 thả kim dương hoa, lực lượng tương khắc. Lấy tình hình bên trong lò của nàng lúc đó, cần phải 12 lần hít thở mới có khả năng hoàn toàn hòa tan. Kim dương hoa cần 7 lần hít thở lại có thể. Thời điểm tốt nhất đưa lên gốc cây dược liệu tiếp theo, chính là thời gian vừa dung hợp, ít nhiều đều không được. Cây cực thảo đưa vào trước nửa lần hít thở, chẳng khác nào hai loại dược liệu này còn không có hoàn thành dung hợp, thuộc tính dương trong dược liệu còn có thể va chạm tương khắc, giống như đốt hỏa dược, lập tức phát sinh sóng công kích. Lực lượng này còn chưa đủ để khiến cho lò luyện đan của nàng bị nghiền nát, lại tăng lên quá trình vỡ nát. Sau đó, ta bảo nàng tiếp tục đưa lên dược liệu, thậm chí tăng thêm hỏa lực, chính là luôn luôn quan sát, tính toán dược liệu dung hợp phát sinh lực trùng kích lớn tới mức nào, đồng thời cũng tính toán sức chịu đựng lô đỉnh của nàng mạnh tới mức nào. Trải qua suy tính, ta phát hiện đủ để kiên trì đến khi thành đan, lúc này mới bảo nàng lại tiếp tục. Trương Huyền nói đến đây, ngừng lại, thần sắc thản nhiên nhìn qua. Còn có nghi vấn gì không? Ta, không. Trong lòng Mạc Vũ chấn động khó có thể chấn tĩnh được nàng vốn cho rằng là kỹ xảo gì làm cho đối phương luyện đan khống chế chính xác. Bây giờ nàng mới biết, mặc dù là kỹ xảo, nhưng nàng cũng không thể học được. Bên trong dính dáng thật sự quá nhiều thứ. Dụng cụ, dược liệu, thủ pháp luyện đan, hoàn cảnh, thậm chí tâm cảnh ở thời điểm luyện đan. Tất cả mọi thứ, thiếu một thứ cũng không được, cho dù bớt tính toán một điểm, cũng có thể dẫn đến sắp thành lại bại. Trước đó nàng còn đang suy nghĩ nàng và đối phương luyện đan cũng còn kém nhau một chút nàng cố gắng tu luyện rất nhanh là có thể đuổi kịp hiện tại nàng mới hiểu được tranh lệch đâu chỉ ngàn dặm vạn dặm căn bản không cùng một gấp thảo nào hắn có thể tranh luận đan thành công chỉ riêng phần hiểu rõ đối với luyện đan này khiến nàng sinh lòng tuyệt vọng nếu như không có nghi vấn ta muốn nghỉ ngơi thấy thật vất vả lừa gạt được đối phương trương huyền thở phào nhẹ nhõm nói thật những điều vừa rồi hắn chỉ là thuận miệng nói một chút. Nếu như không nhờ công lao của đồ thư quán, muốn căn cứ vào những điều rất nhỏ này phân tích ra nổ lò, đồng thời thành đan, luyện đan sư ngũ tinh sợ rằng cũng làm không được. Nắm giữ loại năng lực này, tệ nhất cũng phải là lục tinh, thậm chí càng cao hơn mới được. Trương Thú Sư vẫn xin dừng bước. Thấy hắn lại muốn đi vào sân, mạc vũ tiểu thư vội vàng la lên. Ta nghe nói, người muốn đi thiên vũ vương quốc làm sao nàng biết? Hắn mới hỏi ra, lập tức hiểu được, nhất định là do vân đào người này lắm miệng. Chỉ có điều, hắn vốn cũng không có ý định giấu giếm, gật đầu. Ta đúng là muốn đi Hồng Liên Sơn Mạch. Hồng Liên Sơn Mạch vô cùng hoang vắng, trên cơ bản không ai đi tới. Người muốn qua đó, không phải là muốn đi tìm, độc biện. Mạc Vũ Tiểu Thư không nhịn được nói. Huyền Lạc Sơn Mạch cây xanh, bóng mát, còn có vô số man thú, Hồng Liên Sơn mạch lại giống như từng bị hỏa diễm thiêu đốt qua, gần như không có thứ gì. Chỉ cần là người tu luyện, gần như đều không muốn đi qua. Sở dĩ như vậy, bởi vì trong truyền thuyết có một tòa độc điện ẩn giấu ở sâu bên trong sơn mạch, xung quanh bố trí kịch độc. Chỉ cần qua đó, bất kể người hay là thú, đều sẽ phải chịu khí độc tập kích, chết oan chết uổng. Nguyên nhân cụ thể, ai cũng không biết, bởi vì người đi qua, 89 phần 10 đều chưa trở lại. Lâu ngày, Lời nói của tất cả mọi người thay đổi, lại không ai dám đi. Ở đây căn bản là chỗ hoang tàn vắng vẻ, không người hỏi thăm. Vị Trương Huyền này muốn đi, sợ rằng chính là vì độc điện kia. Nàng biết về độc điện. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Chuyện độc điện, hắn là từ trong miệng đám người lưu sư biết được, người khác chưa bao giờ nhắc tới. Lúc này Mạc Vũ Tiểu Thư nói ra, hắn lập tức kích động. Truyền thuyết Hồng Liên Sơn mạch có độc điện, chỉ có điều cụ thể ở chỗ nào ai cũng không biết mạc vũ lắc đầu chỉ cần có là tốt rồi trung quy có thể tìm tới trương huyền khẽ cười chỉ cần xác định độc điện ở dãy núi này muốn tìm được lại dễ dàng cùng lắm thì tìm tấm bản đồ thử từng chỗ một thiên đạo đồ thư quán có thể phân rõ thật giả tuy rằng không thể vạch ra vị trí chính xác lại có thể giám định tất cả vị trí sai lệch chỉ cần không có sai lệch đó chính là chính xác Lời là nói như vậy, nhưng Hồng Liên Sơn mạch diện tích mấy ngàn dặm. Nếu thật sự muốn tìm một tấc một, không khiến cho người mệt chết cũng không được. Lại nói, cho dù tìm được, xung quanh độc điện có khả năng bố trí kịch độc. Không có ai dẫn dắt, căn bản không vào được. Nói đến đây, Mạc Vũ Tiểu Thư dừng lại một chút, đôi mắt thanh tú nhìn qua. Nếu như người thật sự muốn đi tìm, ta thật ra có thể giúp một tay. Nàng sao? Trương Huyền sửng sốt nàng có thể tìm tới độc biện, đồng thời có biện pháp tiến vào trong. Ta làm không được, chỉ có điều, ta biết có một người khẳng định có thể. chương 384, xuất phát, độc biện. 2. Mạc Vũ Tiểu Thư nở nụ cười. a à, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Không nghĩ tới vị Mạc Vũ Tiểu Thư này vẫn còn có nhân mạch như thế. Nếu có thể dẫn hắn đi, tuyệt đối sẽ giảm bớt đi không ít phiền phức. Người dạy ta luyện đan, ta dẫn người đi tìm người kia, thế nào? Mạc Vũ Tiểu Thư nhìn qua. Thành giao. Trương Huyền gật đầu. Vậy lúc nào thì xuất phát? Sáng mai sẽ đi, đúng rồi, nàng có thể có man thú bay. Trương Huyền nhìn qua. Thiết sĩ khiếu thiên thú đạt được nửa bước trí tôn, tốc độ cực nhanh. Nếu như man thú bay của nàng không theo kịp, sẽ cản trở hắn. Ngươi, nghe đối phương hỏi thăm như vậy, mắt mạc vũ tiểu thư thoáng cái nheo lại, hàm giang nghiến lại vang lên những tiếng két két, hít thở dồn dập. Bình nào không sách được bình nào, người cố ý sao? Ách, thấy bộ dáng này của nàng, Trương Huyền mới nhớ tới, nàng quả thực có một con man thú bay. Chỉ có điều, đã làm phản, hiện tại là của mình. Như vậy, nàng cùng ta ngồi khiếu thiên thú. Thiết sĩ khiếu thiên thú hình thể to lớn, đừng nói hai người ngồi, cho dù bảy, tám người ngồi lên cũng dư giả. Hừ, nghe nói như thế, sắc mặt mạc vũ tiểu thư mới khá hơn một chút. Chỉ có điều còn chưa khá hơn được bao lâu, lời nói của đối phương tiếp tục vang lên. Khiếu thiên thú là thú sủng của ta, nàng muôn ngồi, cần phải giao nộp chi phí. Trước đó thời điểm nó còn là tông sư cảnh, đi tới thiên vũ vương quốc đại khái 20 thú huyết thạch. Bây giờ thực lực của nó nâng cao, tốc độ nhanh hơn. Lại tăng gấp đôi, 40 thú huyết thạch. Trương Huyền tính toán một chút. Ngày mai chuẩn bị cho tốt, sớm giao, không nên quyệt nợ. Xem hết sách của thú đường, hắn cũng biết thú huyết thạch là vật gì. Giống như kim tệ, là tiền giao dịch chuyên dụng của thú đường, đối với man thú huyết mạch tiến thiên, có trợ giúp cực lớn. Tu sĩ tu luyện hấp thu linh khí, man thú dùng thú huyết thạch. Thân thể mạc vũ thoáng lảo đảo một cái. Người một người tinh thông nhiều chức nghiệp như vậy, lại là luyện đan sư lợi hại như vậy, tư chất trời sinh hơn người, có thể miễn bản tới những thứ tầm thường như thế được không? hừ, biết nói chuyện với người này, sớm hay muộn đều sẽ bị tức chết, nàng cũng đợi không được, xoay người rời đi. Mới đi mấy bước, nàng lại nghe được tiếng đối phương lẩm bẩm vang lên. Ai, hiện tại con người thật không tự chủ, trước còn nói báo đáp ta, cho ít tiền, kết quả, không có động tính, cưỡi man thú bay của ta, lại còn không muốn bỏ tiền. Không có tiền nói sớm không được sao, làm hại ta uổng công mong đợi một hồi còn là công chúa, công chúa là có thể quyết nợ sao? Ngươi, Trương Huyền, ngươi nói rõ cho ta, ai không có tiền? Bất chợt xoay người, mạc vũ công chúa lại cũng không khống chế được, đang muốn tìm người này nói rõ ràng. Lại thấy hắn vừa thở dài vừa lắc đầu, đi vào trong viện. Đáng giận, đáng giận, Trương Huyền thối, Trương Huyền đáng chết, ngươi chờ đấy cho ta. Thấy hắn biến mất, mạc vũ tiểu thư dậm chân một cái, qua cả buổi, mới thở phì phò rời khỏi đó. Nhìn dáng vẻ nàng phẫn nộ, sợ rằng ngày hôm nay cũng khó có thể tiến vào giấc ngủ. Trở lại trong viện, Trương Huyền quả thật mệt mỏi, ngả đầu lại ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, trời vừa sáng, huy hiệu thuần thú sư nhị tinh lại đưa tới. Thu hồi huy hiệu, Trương Huyền an bài một chút. Trầm bích như chỉ đưa hắn tới thú đường, còn phải quay về thiên huyền vương thành. Ban đầu hắn định dùng thanh ưng thú đưa nàng về chỉ có điều đối phương kiên trì không chịu trương huyền lại đưa con báo kim thân thiết tiễn cho nàng nắm giữ hai màn thú bay lớn thanh ưng thú và khiếu thiên thú báo thiết tiễn đối với hắn đã không có ý nghĩa muốn đi cùng hay không cũng không quan trọng đưa cho trầm bích như đối với nàng mà nói thật ra là một trợ lực lớn chí ít ở thiên huyền vương thành lại không ai dám tìm nàng gây phiền toái cũng coi như báo đáp tình nghĩa đối phương chiếu cố hắn trên đoạn đường này Ăn bài xong cho Trầm Bích Như, hắn đi tới viện của Khiếu Thiên thú, mới phát hiện trên lưng của nó có đặt một kiến trúc tương tự với gian phòng, toàn thân đúc bằng kim loại, kết hợp hoàn mỹ cùng thân thể hắn. Cho dù bay trong gió mạnh gào thét, cũng sẽ không lắc lư. Cưỡi thú, không ít người thực lực cũng không mạnh mẽ. Bay quá nhanh dễ dàng ngã xuống, có thứ này, so với ngồi ở trong gian phòng không có gì khác nhau, cũng là thú đường đặc biệt chuẩn bị cho khách hàng. Khiếu Thiên thú vốn cực lớn, thứ thêm vào trên lưng nó chiều dài chiều rộng chừng năm sáu thước giống như gian phòng bên trong cuối cùng lại bảy cái bàn giường chiếu hoàn toàn không cảm giác như bay trên không trung đừng nói là hai người cho dù thêm thanh ưng thú nữa cũng không thể thấy chật trội từ biệt đi vào trong đó trương huyền hết sức hài lòng lúc này hắn mới cùng phong đường chủ từ biệt vù vù cánh lớn của thiết sĩ khiếu thiên thú vỗ một cái hai người hai thú bay thẳng lên bầu trời bay đi nhìn thú đường và huyền lạc sơn mạch dần dần cách xa, Trương Huyền mỉm cười. Độc biện, ta tới đây. chương 385, Thiên đạo ngụy Trang 1. Mây trắng tung bay, tiếng gió thổi vù vù. Thân thể khổng lồ của thiết sĩ khiếu thiên thú bay lượn trên không trung, uy áp cường đại của nửa bước trí tôn cảnh phát ra ngoài, các man thú bay khác, đều khiếp sợ đến mức chạy ra bốn phía, căn bản không dám lại gần trong gian phòng trên lưng thú, Trương Huyền và Mạc Vũ Tiểu Thư ngồi đối diện nhau. Trên trời có rất nhiều man thú bay, nếu như không phải ngồi khiếu thiên thú, sẽ gặp phải không ít quấy dày. Tuy rằng an toàn không thành vấn đề, lại có không ít phiền phức. Xuyên qua cửa sổ, nhìn ra trời cao vạn dặm bên ngoài, Mạc Vũ Tiểu Thư nói. Trương Huyền gật đầu. Thông qua đọc sách, hắn coi như cũng có chút ít hiểu biết về những điều này. Không trung thoạt nhìn yên tĩnh, trên thực tế giống như lục địa, cá lớn nuốt cá bé. Cưỡi man thú bay thực lực không cao, rất dễ dàng bị man thú khác để mắt tới. Chuẩn bị không tốt sẽ bị tập kích bất ngờ trên không trung giết chết. Chính vì vậy, man thú cấp bậc càng cao, giá cũng lại càng đắt. Không chỉ là tốc độ, quan trọng hơn là an toàn. Muốn tìm độc điện, đi tới Hồng Liên thành trước. Trải qua cả đêm điều chỉnh, Mạc Vũ tiểu thư cuối cùng áp chế được lửa giận, nhìn về phía người thanh niên trước mắt lại khôi phục dáng vẻ công chúa lạnh lùng cao ngạo xem thường. Hồng Liên Thành, không sai, là một tòa thành cổ hồng dưới chân Liên Sơn mạch. Tiến vào sơn mạch nhất định phải đi qua nơi đó. Người ta nói tới, đang ở trong thành. Mạc Vũ tiểu thư gật đầu. Là một độc sư sao? Trương Huyền hỏi. Không, là vị dược vương. Mạc Vũ tiểu thư nói. Dược vương? Trương Huyền không hiểu. Luyện đan sư, y sư luyện đan chữa bệnh đều cần dược liệu. Nuôi trồng dược liệu, mua, bán ra, có con đường đặc biệt, khống chế loại con đường này, đều sẽ được người ta gọi là dược phương. Độc biện am hiểu sử dụng độc, u ám khủng khiếp, làm sao có thể liên quan tới người như thế. Đây là bí mật cốt lõi nhất của vương quốc, ta cũng nghe người ta vội ý nói tới. Mạc Vũ Tiểu Thư cau mày, nói. Độc biện ẩn giấu ở bên trong sơn mạch, hàng năm đều có vô số người muốn bái sư học nghệ, kết quả đều chết ở dưới khí độc. Theo lời đồn đại, muốn thật sự tìm được, chỉ có thể thông qua dược phương. Bởi vì độc điện cần rất nhiều dược liệu để điều phối chế tạo độc dược, cũng cần bán độc dược ra ngoài. Cách mua duy nhất, chính là bọn họ. Hồng Liên Thành nắm giữ 13 vị dược phương, người ta nói kia, chính là dược phương lợi hại nhất trong đó. Đại dược phương khống chế toàn bộ dược liệu lưu thống trong Hồng Liên Thành. Nếu nói ai có thể liên hệ cùng độc điện, chứ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chỉ có điều, Mạc Vũ Tiểu Thư có chút do so dự, nói tiếp. Nghe nói vị đại dược phương này, tuổi tác đã cao, không để ý tới thế sự, đã không tiếp khách. Muốn gặp hắn, đồng thời để cho hắn dẫn đường, tìm độc biện, cơ bản không có khả năng. Không có khả năng, vậy nàng còn nói sẽ giúp ta tìm độc biện. Trương Huyền bất đắc dĩ. Trước đó người này lại đáp ứng mình hỗ trợ tìm kiếm độc biện. Vị đại dược phương này đến gặp còn không gặp được, lại không đi theo dẫn đường, tính là hỗ trợ cái gì? Trước đó ta chỉ nói giúp ngươi tìm người này, về phần có thể gặp mặt hay không, có thể thuyết phục được hay không, lại không phải là chuyện liên quan đến ta. Mạc Vũ tiểu thư vẻ mặt đắc ý. Ngươi không phải mỗi ngày chọc giận ta sao? Xem ta chọc giận ngươi thế nào. Như vậy sao? Trương Huyền cẩn thận nhớ lại một chút, dường như đối phương quả thực chỉ nói giúp mình tìm được người này vẫn chưa nói nhất định phải dẫn hắn tới độc biệt. Chỉ cung cấp một tin tức, lại bảo mình giảng dạy luyện đan. Tính thế nào, cũng là mình bị thiệt một chút. Luôn luôn là hắn hãm hại người khác, không nghĩ tới tự nhiên bị người này gài bẫy một lần. Chỉ có điều, cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể tìm được người này, chẳng khác nào có tiến bộ rất lớn. Có manh mối, không đến mức người mù sờ voi, luống cuống không mục tiêu. Sao, vốn tưởng rằng người này nghe nói như thế sẽ lộ ra vẻ mặt sốt ruột tức giận thở hổn hển kết quả nàng lại phát hiện hắn chỉ nói một câu như vậy sao liền không có động tính mạc vũ không nhịn được nhìn lại chỉ thấy vẻ mặt người này nhàn nhã căn bản không lưu ý ngươi không lo lắng đối phương không gặp ngươi sao một lát sau thật sự không nhịn được nàng mở miệng hỏi đều nói đại dược phương tuổi tác đã cao người nào cũng không gặp vì sao người này một chút cũng không nóng nảy vậy lo lắng trương huyền nói vậy ngươi mạc vũ chớp mắt đây là dáng vẻ lo lắng của ngươi sao thế nào ta hoàn toàn không có nhìn ra một chút nào vậy lo lắng cũng vô dụng so với lãng phí thời gian còn không bằng tính toán một chút nàng thiếu tiền của ta khi nào trả nói đến đây trương huyền lộ ra vẻ mặt nghi ngờ đúng công chúa nàng không biết có phải là giả mạo hay không nếu không làm sao có thể nghèo như vậy, một chút tiền nhỏ cũng không trả, còn mặt dày cưỡi thú sủng của ta. Thân thể Mạc Vũ thoáng lắc lư một cái. Vốn tưởng rằng thắng được một ván, có thể thưởng thức một chút khuôn mặt chịu thiệt của đối phương. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vừa mở miệng, lại khiến mình tức gần chết. Đáng giận, sớm biết rằng trong miệng người này không có lời nào hữu ích, không nghĩ tới quả nhiên là như thế. Chương 386, Thiên đạo ngụy trang 2. Xem ra sau này vẫn đừng nói nhiều với hắn thì tốt hơn. Nếu không, sớm hay muộn sẽ chết trong tay hắn. Hừ. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng lại không dám nói, miệng cong lên, lại không để ý tới đối phương. Ai, thiếu tiền lại còn không cho người ta nói, hiện tại da mặt người thực sự quá dày. Trương Huyền lẩm bẩm nói thầm một tiếng, duỗi người. Ngươi. Mạc Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong lúc nhất thời thật sự có chút hối hận khi đi cùng người này người khác nhìn thấy mỹ nữ đều cẩn thận rất sợ nói chuyện đắc tội người này thì hay rồi câu nào không thích nghe nói câu đó không khiến người ta tức chết mới lạ trên thế giới làm sao có thể có người như vậy được vốn tưởng rằng hai ngày sẽ bị tức chết ở trên đường kết quả lại phát hiện đối phương không để ý tới mình nữa mà là đang yên tĩnh ở trong một góc gian phòng đờ người ra làm cái gì vậy vừa mới bắt đầu cảm thấy đối phương là cố ý làm ra hình dáng như vậy kết quả chính là ngẩn người hơn một ngày thoạt nhìn hai mắt ửng đỏ mệt mỏi dã rời điều này thật khiến cho nàng không thể hiểu nổi nói tới chọc người giận người này tuyệt đối tức chết người không đền mạng nói là thiên tài ngay cả nàng cũng kém xa nói tới thông minh hiện tại hắn còn đờ người ra dở trò quỷ gì vậy đối với người trước mắt này nàng thực sự càng lúc càng càng không hiểu nổi không để ý tới nghi hoặc của đối phương, lúc này Trương Huyền đang chìm đắm ở trong học tập tri thức của thiên đạo đồ thư quán. Ý thức chìm đắm ở trong việc đọc sách đồ thư quán, bên ngoài thoạt nhìn lại giống như đang ngẩn người. Sách thu vào đồ thư quán, thời điểm muốn xem, ý niệm thoáng động là có thể nhìn thấy. Chỉ có điều cũng không phải tri thức của hắn, tất cả chỉ có ghi tạc trong đầu, có khả năng vận dụng thành thạo, gặp phải vấn đề mới không hoảng loạn. Tới thế giới này hơn 20 ngày, hắn cũng biết, Muốn trở thành danh sư chân chính, không thể hoàn toàn dựa vào đồ thư quán. Cần phải đọc nhiều sách, học tập thêm, chỉ có lượng tri thức đầy đủ mới có khả năng càng chạy càng xa. Sách màu vàng có tác dụng giúp hắn trong nháy mắt nhớ kỹ tri thức trong sách. Nhưng thứ này không biết khi nào mới có khả năng sinh thành. Dù sao hiện tại nhàn rỗi không có chuyện gì, tu luyện lại không có công pháp thiên đạo, không bằng xem nhiều sách một chút, chuyển hóa thêm một chút tri thức, lại tăng thêm một chút năng lực. Ừ, không nghĩ tới tàng thư khố của thiên huyền vương quốc, không ngờ có nhiều sách liên quan tới dịch dung ngụy trang như vậy. Ý thức đảo qua rất nhiều quyển sách xem qua ở tàng thư khố của vương quốc, đột nhiên, hắn dừng lại ở trên một giá sách. Ước chừng hơn một nghìn quyển đều là liên quan tới dịch dung, ngụy trang. Nghe nói trầm truy bệ hạ lúc còn trẻ, từng xuất ngoại du lịch. Có khả năng những quyển sách này có thể đều là do hắn thu thập. Dù sao, làm vương tử của một quốc gia, người muốn giết chết hắn không ít ngụy trang sẽ an toàn hơn một chút trong lòng hắn thoáng động nghĩ đến một loại khả năng trước nghe nói trầm truy bệ hạ lúc còn trẻ từng xuất môn rèn luyện nếu như lấy dáng vẻ vốn có của hắn ra ngoài chỉ sợ sớm đã chết vương quyền không quen vì vị trí độc nhất vô nhị kia huynh đệ tàn sát lẫn nhau nhiều đếm không xuể thời điểm trầm truy bệ hạ đi du lịch rèn luyện tu vi lại không tính là quá cao thu thập những sách dịch dung, Ngụy Trang này chỉ sợ cũng là vì muốn an toàn. Nhiều sách như vậy, xem có thể hình thành bí tịch thiên đạo hay không. Nghĩ đến điểm này, tinh thần hắn thoáng động, nội dung chính xác trong rất nhiều quyển sách chậm rãi được chỉnh sửa lại. Một lát sau một quyển sách xuất hiện ở trong đầu. Quả nhiên có thể. Ánh mắt nhất thời sáng lên, chưa Huyền tiện tay mở ra quyển sách vừa hình thành. Ngụy Trang đạo, lưu ý ở tâm, đan dược thay đổi diện mạo, hạ giọng là cấp thấp nhất. Muốn thật sự ngụy trang, cần phải có khống chế rất mạnh đối với cơ bắp toàn thân. Trong sách lưu loát viết đầy tri thức liên quan tới ngụy trang. Chỉ nhìn một hồi, Trương Huyền liền không nhịn được cười khổ. Thảo nào thời điểm mình ngụy trang Dương Huyền, đám người lưu lăng nhìn ra vấn đề. Xem qua quyển sách này mới biết được, lúc đó ngụy trang thật sự quá kém. Cũng tại thiên huyền vương quốc quá mức cấp thấp, không có cao thủ lợi hại nào. Bằng không, Loại ngụy trang này, đừng nói ở thiên vũ vương quốc, cho dù ở một ít vương quốc nhị đẳng, cũng không gạt được quá nhiều người. Rất nhanh, hắn đã xem xong hết quyển sách. Tuy rằng những điều cũng chỉ là ngụy trang căn bản, nhưng cũng có thể khiến cho ta thay đổi dáng vẻ, khiến cho không ít người cũng không nhận ra được. Sách do thiên huyền vương quốc thu thập, mặc dù chỉ là ngụy trang đơn giản nhất, sau khi học được tất cả, lại có thể khiến cho hắn thay đổi đơn giản diện mạo, khiến cho đám người lưu sư khó có thể lại phát hiện ra. Bộ phương pháp ngụy trang này, cần phải có khống chế tuyệt đối đối với cơ bắp toàn thân, thông qua thay đổi vị trí cơ bắp dẫn tới thay đổi diện mạo. Đổi lại thành người khác tu luyện gần như không khả năng. Chỉ khống chế cơ bắp toàn thân sẽ rất khó làm được. Ta lại không giống, tu luyện Thiên Đạo Kim Thân, cơ bắp toàn thân đã sớm linh hoạt như bình thường, có thể tự do di chuyển. Hắn khẽ cười. Sau khi xem xong quyển thuật Thiên Đạo ngụy trang này, hắn đã gần như học xong. Hiện tại cho dù hắn không dựa vào đan dược ngụy trang cũng có thể dễ dàng thay đổi dáng vẻ khiến người ta khó có thể nhận ra được có loại bản lĩnh này đánh không lại thì chạy chỉ cần thay đổi diện mạo nói vậy rất khó sẽ bị phát hiện chẳng khác nào có thêm một thủ đoạn bảo toàn tính mạng đến nơi rồi đang tiếp thu phương pháp ngụy trang vừa học được dự định thử nghiệm một chút hắn liền nghe được tiếng của mạc vũ tiểu thư vang lên hắn trợn mắt xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài quả nhiên thấy một sơn mạch cực lớn xuất hiện ở trước mắt. Sơn mạch này trải dài mấy nghìn cây số, không có bất kỳ cây cối nào, toàn cảnh đều đỏ đậm, thoạt nhìn đầy nham thạch và cắt đất, khiến người ta một loại cảm giác hoang vắng. Đây là hồng liên sơn mạch sao? Sơn mạch lên xuống, vô cùng vô tận, không nhìn thấy được điểm cuối, giống như một đóa hoa sen thật lớn, vây quanh diện tích ở trên mặt đất. Thảo nào nói muốn tìm gần như không có khả năng, sơn mạch lớn như vậy, thật sự muốn tìm được một độc biện tận lực che giấu, quả thực rất khó. Đúng, đó chính là Hồng Liên Thành. Mạc Vũ Tiểu Thư chỉ. Thuận theo ngón tay nàng nhìn lại, quả nhiên thấy một tòa thành không biết lập bao lâu tạo thành chấn, đứng sừng sững ở dưới ánh nắng buổi sáng sớm, với phong cách cổ xưa tang thương. chương 387, Phủ Đệ của Đại Dược Vương 1 Khác với Thiên Huyền Vương Thành, toàn thành thị này do nham thạch màu đỏ hình thành, dung hợp với toàn bộ Hồng Liên Sơn, khiến người ta một loại cảm giác cổ xưa. Trên quy mô cũng nhỏ hơn rất nhiều, so với thú đường không chênh lệch bao nhiêu. Hồng Liên Thành so với Thiên Vũ Vương Thành còn muốn cổ xưa hơn. Có người nói nơi đây được xây dựng không dưới 3.000 năm là trung tâm giao dịch dược liệu lớn nhất của Thiên Vũ với 12 vương quốc xung quanh. Chỉ có điều, bởi vì độc điện ảnh hưởng, không ai nguyện ý ở lại lâu. Đã nhiều năm như vậy nơi đây có chút suy bại, ngay cả một ít thành thị tuyến ba cũng không bằng. Mạc Vũ tiểu thư giải thích, nàng là công chúa Thiên Vũ Vương quốc, Hồng Liên Thành là một tòa thành thị của vương quốc, nàng biết rất rõ. Vào thành, khiếu thiên thú và thanh ưng thú đều có phần gây chú ý quá mức, rất có khả năng sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Chúng ta tốt nhất là đi bộ tiến vào trong. Hồng Liên Thành mặc dù chỉ là thành nhỏ ở biên tùy Thiên Vũ Vương quốc, nhưng bởi vì dính dáng tới mua và bán dược liệu, độc dược, không ít cao thủ của vương quốc đều sẽ đến đây hình thể thanh ưng thú, khiếu thiên thú to lớn, tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ lập tức trở thành đối tượng tất cả mọi người chú ý. Luận về thực lực, có thể thắng được khiếu thiên thú nửa bước trí tôn gần như không có. Nhưng vạn nhất có độc sư ẩn nấp ở bên trong, hạ độc tập kích bất ngờ, lại rất nguy hiểm. Được, Trương Huyền lên tiếng, lệnh cho khiếu thiên thú hạ xuống, căn dặn hai thú không nên bay xa. Lúc này hắn mới cùng Mạc Vũ đi về phía Hồng Liên Thành thành phố cổ xưa đầy kiến trúc phong cách cổ, đi ở trên đường, dường như đang xuyên qua lịch sử. Thành thị tuy rằng không lớn, người lại không ít, con đường thật dài, khắp nơi đều bán dược liệu, từng hàng, từng đống, đều là dược liệu một vài thành thị không thường gặp. Địa hoàng thảo, dù tư thiền, ngũ độc tầm tơ. Tùy tiện nhìn lướt qua, Trương Huyền nhận ra không ít thứ. Hắn nhướng mày, những dược vật này có không ít thứ có kịch độc, tuy rằng trong luyện đan cũng có sử dụng một chút, nhưng cực ít bán ra diện tích lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ở đây nhất định có độc sư loại vật này mua quy mô lớn chỉ có độc sư luyện đan sư y sư bình thường không có khả năng dự trữ nhiều như vậy đúng là có độc sư nhưng hắn không điều phối chế luyện độc dược ở trước đám đông người cũng không nhận ra được mạc vũ nói trương huyền gật đầu độc sư không giống như danh sư liên quan mật thiết tới thực lực có đôi khi một hài đồng thoạt nhìn không có thực lực gì, hoặc bà lão bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sắp xuống, có thể điều chế ra kịch độc, khiến cho tông sư cũng không chống đỡ được. Chính vì vậy, người thấy người thực lực mạnh mua dược liệu, chưa chắc là độc sư, một nữ tử yếu đuối không có gì đáng chú ý, không khéo chính là người sử dụng độc dược giết chết vô số kiêu hùng. Nếu quả thật muốn tìm kiếm một vị độc sư, có thể ở chỗ này mua đi bán lại dược liệu, ở nơi này ba tới 5 năm, năm, có lẽ có thể trùng hợp gặp được một người. Mạc Vũ nói, không ít người mang thù lớn, thực lực lại không có cách nào nâng cao, sẽ ở chỗ này chờ, tìm cơ hội bái sư. Chỉ có điều, có thể thành công chỉ là con số rất ít. 3, 5 năm, Trương Huyền lắc đầu. Nếu thật phải ở lại trong thời gian dài như vậy, còn không bằng một đao giết hắn. Thiên đạo đồ thư quán tuy rằng có thể nhìn ra nghề nghiệp của người khác, nhưng cần đối phương thi triển võ kỹ, hoặc bị đánh ngất xỉu. Ở chỗ này thật sự muốn làm như vậy, chuyện tiếp theo khẳng định càng phiền phức. Chuẩn bị không tốt sẽ bị người ta xem thành bệnh tâm thần, đuổi ra khỏi nơi này. Chúng ta vẫn là tìm đại dược vương trước đã. Nghĩ vậy, Trương Huyền mở miệng. Đúng vậy, tìm đại dược vương mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng người có nghĩ tới không, người người đều biết đại dược vương khẳng định biết độc điện, quen biết độc sư. Nhưng vì sao bọn họ tình nguyện ở chỗ này bán thuốc, lại không đi tìm. Mạc Vũ nhìn qua. Chuyện này, Đại dược Vương, không phải dễ dàng có thể nhìn thấy như vậy." Mạc Vũ lắc đầu, "Không thử một chút làm sao biết được?" Trương Huyền cũng biết chắc sẽ không quá dễ dàng, chỉ có điều nếu tới, không thử một chút, lại làm thế nào biết đối phương không gặp. "Được rồi, nói trước một tiếng, đại dược Vương không dễ chọc, thực lực của ngươi tuy rằng không kém, ở chỗ này vẫn giấu mình một ít. Nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào." Mạc Vũ An nói, "Yên tâm." ta cũng không phải là người lỗ mãng. Trương Huyền gật đầu, tốt lắm, đi theo ta. Thấy hắn đáp ứng, Mạc Vũ đi trước dẫn đường. Nàng hình như đã từng tới chỗ Hồng Liên Thành này, đối với đường xá trong đó lại biết rất rõ. Hai người đi đại khái nửa canh giờ, chỉ thấy một tòa phủ đệ rộng lớn xuất hiện ở trước mắt. Gạch đỏ ngói xanh, cây xanh nước chảy, phủ đệ này thoạt nhìn có chút phong cách hiện đại, cùng cổ thành có vẻ không hợp nhau. Ở cửa mấy tên hộ vệ ngạo nghễ đứng thẳng, tản ra khí tức kinh người. Thông huyền cảnh, liếc mắt thoáng nhìn, sắc mặt trương huyền trượt ngưng trọng. Mấy tên hộ vệ canh giữ ở cửa, đều là cường giả thông huyền cảnh sơ kỳ. Người như thế ở thiên huyền vương quốc, tuyệt đối là quan lớn phong quang một thời, dậm chân một cái đều vang vọng một phương, hiện tại lại ở chỗ này, chỉ là hộ vệ giữ cửa. Nơi này chính là nơi ở của đại dược vương. Mạc vũ truyền âm qua. Không cần nàng nói, Trương Huyền cũng có suy đoán hắn đang muốn nói tiếp, lại thấy một người công tử thanh niên, dẫn theo hai tùy tùng đi nhanh tới trước cửa, đưa lên bái thiếp. Tại hạ là vương tử Bách Lý Vương quốc nhị đẳng, Dư Thanh, đặc biệt tới cầu kiến đại dược vương. Bách Lý Vương quốc nhị đẳng, giống như quốc gia Bắc Vũ Vương quốc, so với thiên huyền Vương quốc lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Thật ngại quá, lão gia nhà chúng ta căn dặn, thứ lỗi cho không tiếp khách. Hộ vệ ngăn cản ở phía trước, mặt không đổi sắc. Làm càn, điện hạ nhà chúng ta, đường đường là vương tử của vương quốc nhị đẳng, muốn gặp chủ nhân nhà của các ngươi, ngươi cũng dám ngăn cản. Một tùy tùng ở phía sau người thanh niên hét lớn, bước lên trước. Còn không tránh ra, chủ nhân nhà chúng ta định đoạt ở Hồng Liên Thành, đừng nói một vương tử của vương quốc nhị đẳng, cho dù quốc vương đích thân đến, nói không gặp, cũng không gặp được. Lập tức lăn, nếu không, lại đừng trách chúng ta không khách khí. Hộ vệ mắt híp một cái, bàn tay rung lên, binh khí rút ra khỏi vỏ. Đâm đầu vào chỗ chết. Nghe nói như thế, người tùy tùng này nhất thời giận dữ, lập tức vọt về phía trước, bàn tay chộp về phía trời cao. Tiếng gió thổi gào thét, liên tục phát ra những tiếng vù vù. Thông huyền cảnh trung kỳ. Không ngờ người tùy tùng này là cường giả thông huyền cảnh trung kỳ, thảo nào dám lớn lối như vậy. Vù. chương 388, phủ đệ của Đại Dược Vương 2. Thông huyền cảnh trung kỳ, đã có lực lớn 200 đỉnh, bàn tay còn chưa tới đến trước mặt mấy tên hộ vệ, lại đè ép không khí phát ra tiếng động chói tai. Người muốn xông vào phủ đệ của Đại Dược Vương sao? Nói hộ vệ lui về sau một bước. Xông vào thì thế nào? Tùy tùng của Dư Thanh Vương tử hư lạnh một tiếng, trưởng lực không những không có giảm bớt, thậm chí còn tăng lên. Đã như vậy, chết đi. Thấy lực lượng của đối phương càng lúc càng mạnh, mấy tên hộ vệ dưới thân đồng thời hư một tiếng, bàn tay lặng lẽ rung lên ầm um, một đám xương trắng nhanh bắn đến ngươi người tùy tùng của vị dư thanh này còn chưa kịp phản ứng đã bị xương trắng đánh trúng vào mặt toàn thân nhất thời co rút ngay sau đó miệng hắn sùi bọt mép liền nằm ở tại chỗ con mắt đảo một vòng đúng lúc đó bị mất mạng cái gì nhìn thấy cảnh tượng như vậy dư thanh và hộ vệ phía sau sắc mặt đồng thời biến sắc liên tiếp lui về phía sau tên hộ vệ thực lực còn mạnh mẽ hơn so với hai người bọn họ, chỉ thoáng một cái liền chết, ngay cả cơ hội nói một câu cũng không có. Độc này cũng quá tàn nhẫn. Lan, giết chết tùy tùng này xong, hộ vệ khoát tay áo. Lần này Dư Thanh và tùy tùng không còn dám nói thừa, mang theo thi thể xoay người rời đi. Chuyện này, nói ra thì lâu, nhưng trên thực tế cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở. Nhìn cảnh tượng như vậy ở trong mắt, sắc mặt Trương Huyền nghiêm trọng đối mặt với một vương tử vương quốc nhị đẳng, trực tiếp hạ độc giết chết hộ vệ của hắn, ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho. Ngay cả hắn cũng có chút không tưởng được. Thảo nào mạc vũ thận trọng như vậy, đại dược vương này quả thực đủ ngoan độc. Đưa lên bái thiếp, có lẽ cũng đi vào hay không? Có chút do dự, hắn không nhịn được hỏi. Mạc vũ trước mặt này, bất kể nói thế nào cũng là công chúa thiên vũ vương quốc, mặt mũi chắc hẳn phải lớn hơn so với vương tử của một vương quốc nhị đẳng không được biết suy nghĩ của hắn mạc vũ lắc đầu tuy rằng trên danh nghĩa hồng liên thành là thành thị của thiên vũ vương quốc trên thực tế đã thuộc về giải đất không ai quản lý ta chỉ là một công chúa mà thôi cho dù vương tử qua cũng không có tác dụng ngươi không thấy được sao đường đường là vương tử thuộc hạ bị lập tức giết chết nhưng ngay cả lời cũng không dám nói nhiều vậy có thể lần vào hay không lần vào sao vậy càng không thể nào Đại Dược Vương có thể chấn thủ Hồng Liên Thành, trở thành người mạnh nhất, tất nhiên có thủ đoạn đặc biệt. Nếu như người người đều có thể lẩn vào, phủ đệ của hắn khẳng định đã sớm bị người đến thăm bao nhiêu lần. Mạc Vũ nói, vậy ngược lại là, Trương Huyền gật đầu, có thể đặt chân ở Hồng Liên Thành hỗn loạn này, đồng thời làm được lớn nhất, phủ đệ này nếu như tùy tiện người nào có thể lẩn vào, vị Đại Dược Vương này chắc hẳn đã sớm chết 180 lần. Lại một kẻ tới đâm đầu vào chỗ chết. Phủ đề của Đại Dược Vương dễ dàng tiến vào như vậy. Lời đồn đại, chỉ có ba loại người có thể tiến vào trong. Loại thứ nhất, Dược Vương. Loại thứ hai, Độc Sư. Loại thứ ba, người có thư mời. Nếu không, tốt nhất đừng luẩn quẩn ở chỗ này. Nếu không, bị giết cũng không biết. Đúng vậy. Thấy đường đường là vương tử vương quốc nhị đẳng cũng tổn thương lông tóc trở về, xung quanh vang lên những tiếng thì thầm. Thư mời, vị lão bá này có thư mời là có thể vào sao nghe được đối thoại ánh mắt trương huyền nhất thời sáng lên hắn không nhịn được đi về phía người nói chuyện tiện tay đưa qua một kim phiếu đúng vậy tiếp nhận kim phiếu ánh mắt lão nhân nói chuyện nhất thời sáng lên gật đầu vậy làm sao nhận được thư mời này thế nào trương huyền hỏi cái này ta cũng không biết lão nhân lắc đầu nói đến phân nửa đột nhiên nhớ tới cái gì a à, đúng còn có một loại người không cần thư mời cũng có thể vào. a, à, trương huyền và mạc vũ đồng thời nhìn qua. đại dược vương lớn tuổi, thân thể vẫn không tốt lắm, mấy ngày qua đang mời y sư xem bệnh. chỉ cần là y sư chính thức, trong tay cầm huy hiệu y sư là có thể vào, không thư mời cũng không sao. lão già nói, y sư, trương huyền nhìn qua, ở đây có thể có nghiệp đoàn y sư không? y sư cũng có tổ chức tương ứng, đó chính là nghiệp đoàn y sư bởi vì thiên huyền vương quốc không nhập lưu không có loại nghiệp đoàn này nếu như nơi này có hắn thật ra có thể thi một chút ở đây làm sao có nghiệp đoàn y sư được tất cả đều là y sư đi ngang qua mua dược liệu lão già này nói một câu chỉ về phía trước người xem chính là người đó nghe nói như thế trương huyền nhìn sang quả nhiên hắn nhìn thấy một người trung niên đi tới trước mặt tại hạ nhiếp viễn y sư nhị tinh của bắc thần vương quốc nhận mời tới gặp Đại Dược Phương. Nói xong, lấy ra một cái huy hiệu đưa tới. Hóa ra là nhiếp viễn y sư, mời đi bên này. Thoáng liếc mắt nhìn huy hiệu, hộ vệ liền vội vàng không người, tránh đường. Cảm ơn. Nhiếp viễn y sư cũng không nói nhiều, nhấc chân đi vào. chương 389, Bạch Thiểm y sư 1. Quả nhiên, có thể làm như vậy. Nhìn thấy được y sư chính thức dựa vào huy hiệu y sư đi qua, một ý nghĩ chợt dâng lên ở trong lòng Trương Huyền. Đi! Hắn không nói thừa, đi nhanh về phía trước. Thế nào, người định thi hạch y sư sao? Thiên Vũ Vương Thành có nghiệp đoàn y sư, ta vừa vặn cũng dự định đi thi, có thể cùng đi. Qua lại cũng khoảng 5, 6 ngày, sẽ không làm chậm chế quá lâu. Đi theo ở phía sau, Mạc Vũ Tiểu Thư hỏi. Muốn tiến vào phủ đệ của Đại Dược Vương, ba loại Dược Vương, độc sư, người có thư mời này, đều rất khó loại đơn giản duy nhất chính là nắm giữ huy hiệu y sư. Nàng là học đồ, vốn dự định sau khi trở thành thuần thú sư, trở lại sát hạch. Xem bộ dạng trương huyền trị liệu khiếu thiên thú, đối với nghề nghiệp này cũng biết rất nhiều. Chỉ cần tìm được nghiệp đoàn, sát hạch trở thành y sư chính thức, cũng không khó lắm. 5, 6 ngày. Trương huyền lắc đầu. Không cần, ta có biện pháp khác. Đi thiên vũ vương thành có khả năng sát hạch. Thứ nhất vừa đi, phiền phức rất nhiều nếu chẳng may trong lúc đó vị đại dược phương này được trị bệnh xong hoặc đã chết, cho dù sát hạch ra huy hiệu thì có ích lợi gì? vậy làm sao bây giờ người muốn thu thập dược liệu làm thuốc phương, cái này phiền toái hơn, hơn nữa còn sẽ phải chịu dược phương khác chèn ép. Mạc Vũ đầy nghi ngờ. vừa rồi nàng ở trước cửa phụ đề của đại dược phương một hồi, biết ngoại trừ mấy loại người này, bất kỳ kẻ nào cũng không gặp. Trương Huyền ngay cả độc điện ở đâu cũng không biết nói rõ khẳng định không phải là độc sư, cũng không có thư mời. Đường ra duy nhất chính là Dược Vương, nhưng điều này so với trở thành y sư còn khó hơn nhiều. Hồng Liên thành truyền thừa hơn 3.000 năm, mới xuất hiện 13 vị Dược Vương. Những người này sớm đã phân chia thế lực, nếu thật sự dám chạy tới trắng trận thu mua dược liệu, đối phương thật sự dám tiêu diệt ngươi. Lại ở đây, không trả lời nghi ngờ của đối phương, Trương Huyền khẽ cười, đi về phía trước một hồi, rồi dừng lại. Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, đó là một thị trường giao dịch dược liệu cao cấp, chỉ có số ít người đang xem thuốc, không ồn ào náo động giống ở ngoài đường trước đó. Làm càn, người tưởng ta không hiểu, hay là lần đầu tiên tới đây? Cầm những thứ đồ tệ hại này lừa gạt ta, có phải có người mới mua, không muốn hợp tác hay không? Đi dọc theo thị trường giao dịch một hồi, đột nhiên trên quầy hàng cách đó không xa, một tiếng hét lớn vang lên. Là một người trung niên chừng 40 tuổi, toàn thân mặc trường bào màu xanh nhạt, trước ngực có một huy hiệu y sư phản xạ ra ánh sáng, chiếu lấp lánh. Là bạch thiềm y sư. Mạc vũ tiểu thư nhướng mày. Nàng quen sao? Trương huyền nhìn qua. Ừ, hắn là một vị y sư nhất tinh của thiên vũ vương quốc, tham lam háo sắc, thích chiếm tiện nghi nhỏ, tính tình đáng khinh. Không nghĩ tới lại gặp hắn ở chỗ này. Mạc vũ hử nói. Nếu danh tiếng không tốt, vậy thì càng dễ làm. Trương huyền mỉm cười đi qua nhìn một chút. Mạc Vũ gật đầu. Bạch Y Sư, ngươi cũng là khách hàng quen của ta. Ta lừa gạt ai cũng không thể lừa ngươi. Đây đã là thanh trúc thảo tốt nhất ta lựa chọn ra. Đi tới trước mặt, chỉ thấy chủ quán đang cùng vị Bạch Thiểm Y Sư này thương lượng. Như vậy đi, ta cũng không lấy 5.000, 4.000. Mỗi gốc 3.000 kim tệ, 10 gốc 3 vạn. Đây đã là giá thấp nhất. 3 vạn, 2 vạn rưỡi, ta mua hết bạch thiềm y sư nói hai vạn rưỡi ngay cả tiền vốn của ta cũng không đủ chủ quán lắc đầu hai người đang thương lượng trương huyền đã đi tới vẻ mặt kích động bạch y sư người tự nhiên cũng ở nơi đây thực sự trùng hợp ngươi là đang cùng đối phương trả cả nhìn thấy một người thanh niên xa lạ đi tới bộ dạng như vậy bạch thiềm y sư lộ ra vẻ mặt nghi ngờ ta là người sùng bái bạch y sư đã sớm nghe nói về ngài vẫn muốn làm quen nhưng không có cơ hội. Ngày hôm nay nếu gặp gỡ chính là có duyên. Trương Huyền khoát tay chặn lại. Lão bản, 10 gốc cây thanh trúc thảo này, gói kỹ cho Bạch Y sư, đây là 3 vạn kim phiếu. Nói xong hắn đưa tới 3 tờ kim phiếu mệnh giá 1 vạn. Thật tốt, tiếp nhận kim phiếu, chủ quán vội vàng gói kỹ dược liệu. Bạch Y sư của ngài. Trương Huyền cầm dược liệu được gói kỹ đưa tới. Cái này bạch thiềm y sư sửng sốt trong miệng từ chối trên tay lại nhận lấy lần đầu tiên gặp mặt hãy thu lễ vật của ngươi quý trọng như vậy thật ngại quá ta là người sùng bái ngài giúp ngài mua chút dược liệu cũng là nên làm trương huyền cười nói người này làm cái gì vậy mạc Vũ tiểu thư đi theo ở phía sau thấy kẻ vắt cổ chảy ra nước này tự nhiên vừa ra tay lại mua cho người khác dược liệu ba vạn kim tệ đầu nàng đầy nghi ngờ Hắn không phải hẹp hòi mỗi ngày đều hỏi mình đòi tiền sao? Lúc này thế nào lại hào phóng như vậy? Lẽ nào hắn muốn cho Bạch y sư dẫn chúng ta tiến vào phủ đệ của đại dược phương? Trong lòng nàng thoáng động, một ý nghĩ chợt hiện ra. Đối phương không đi sát hạch, đã chạy tới giúp Bạch y sư trả tiền, sợ rằng ôm ý định này. Chỉ có điều, Trương Huyền không biết Bạch Thiểm y sư này, nhưng nàng đã nghe nói qua. Hắn tham tài háo sắc, không có bản lĩnh quá lớn chỉ sợ cũng cho dù bảo hắn đi tới phủ đệ của đại dược vương cũng không gặp được đại dược vương đây chính là đầm rồng hang hổ không có bản lĩnh thật sự lại chạy tới không phải muốn chết sao nếu tiểu huynh đệ cố chấp như thế ta lại từ chối thì bất kính nàng đang âm thầm suy đoán bạch thiềm y sư đã thu hồi dược liệu mỉm cười vẻ mặt cao nhân không có gì không có gì có thể giúp được thần tượng mua dược liệu là vinh hạnh của ta Trương Huyền cười một tiếng. Không biết Bạch Y Sư hiện tại có rảnh không? Nếu đã gặp, vừa vặn mời ngài uống một chén, cũng để ta thể hiện hết tâm tư sùng bái. Chuyện này, chương 390, Bạch Thiềm Y Sư 2. Bạch Thiềm Y Sư có chút do dự. Một người đột nhiên xuất hiện, lại trả tiền, lại mời uống rượu, cho dù hắn thích tham tiện nghi, cũng có chút nghi ngờ. Ta, à, Bạch Y Sư xem ra vẫn không biết ta, trong lòng có lo lắng biết đối phương suy nghĩ điều gì, Trương Huyền khẽ cười, đi hai bước tới trước mặt Mạc Vũ. Vị này ngài chắc hẳn là nhận ra, nàng là bằng hữu của ta, nàng ở chỗ này, còn có cái gì không yên lòng. Mạc Vũ công chúa, nhìn thấy được Mạc Vũ, bạch thiềm y sư sửng sốt. Nàng mặc dù chỉ là y sư học đồ, nhưng thật sự là tam công chúa của vương quốc, so với một y sư nhất tinh nho nhỏ như hắn, địa vị cao hơn không ít. Ừ, không nghĩ tới tên này đẩy mình ra, Mạc Vũ không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Hóa ra là bằng hữu của công chúa, uống rượu chắc hẳn là ta mời. Thấy vị thanh niên này đúng là bằng hữu của công chúa, hơn nữa nhìn dáng vẻ, quan hệ giữa hắn cùng nàng rất tốt, Bạch Thiềm y sư không dám giả vờ cao giá, vội vàng cười nói. Không quan tâm ai mời, nếu đã gặp phải, chính là có duyên, đi thôi. Trương Huyền vừa cười vừa đi ở phía trước dẫn đường ba người rất mau rời khỏi thị trường giao dịch đi tới một đoạn đường không người thế nào lại đến nơi này ta biết một chỗ từ lâu rượu uống không tệ nhìn thấy một hẻm nhỏ bạch thiềm y sư lộ ra vẻ cảnh giác chỉ có điều nghĩ đến công chúa đang cùng đi phía trước hẳn sẽ không có chuyện lúc này hắn thoáng cười rượu ngon một lát nữa lại uống thật ra ta có việc muốn cùng bạch y sư thương nghị một chút trương huyền xoay đầu lại a à, chuyện gì bạch y sư nhìn qua là như vậy ta muốn mượn huy hiệu y sư của bạch y sư dùng một chút chẳng biết có được không trương huyền nói huy hiệu y sư bạch y sư sửng sốt sao có thể như vậy được huy hiệu đại biểu cho thân phận và địa vị y sư làm sao có thể dễ dàng cho người khác mượn hắn còn chưa dứt lời đã cảm thấy trước mắt tối sầm một nắm đấm đã đập tới trên mặt bốp một tiếng động vang lên rõ ràng trước mắt bạch kiểm y sư tối sầm, hắn đã nằm thẳng dưới đất, ngất đi. Hỏi ngươi mượn, sảng khoái đưa cho ta là được, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Trương Huyền đưa tay lấy huy hiệu y sư từ trên người đối phương xuống. Ngươi, làm gì? Nàng vốn tưởng người thanh niên trước mắt dự định bảo bạch kiểm y sư dẫn bọn họ đi tới phủ đệ của đại dược phương. Thật không nghĩ tới một quyền của hắn đánh cho đối phương bất tỉnh, toàn thân mạc vũ đều bối rối. A, không làm gì, mượn huy hiệu của hắn dùng một chút thôi. Trương Huyền gật đầu, mượn, Mạc Vũ có phần muốn phát điên. Người như vậy là đang cướp đoạt y sư chính thức, một khi hắn tỉnh lại, kiện lên nghiệp đoàn y sư cấp trên, phiền phức cực lớn. Mỗi một chức nghiệp đều có nghiệp đoàn bảo vệ từng người. Người lừa gạt một y sư tới đây, đánh ngất xỉu cướp đi huy hiệu. Một khi hắn báo chuyện này lên nghiệp đoàn, người tuyệt đối chịu không nổi. Người cũng quá lỗ mãng đi. Phiền phức, có phiền toái gì, dù sao hắn không biết ta, ta vừa rồi cũng không nói tên." Trương Huyền xua tay, vẻ mặt không để ý. "Không biết, không nghe lời này còn tốt, vừa nghe Mạc Vũ thiếu chút nữa nôn ra máu." "Hắn là không biết ngươi, nhưng nhận ra ta." "Đó là chuyện không liên quan tới ta, dù sao nàng là công chúa, phải có biện pháp giải quyết." "Thật sự không giải quyết được." Trương Huyền có chút do dự. "Nàng thiếu tiền của ta, ta cũng không cần." lại nói vừa rồi ta cũng tốn ba vạn kim tệ giúp hắn mua dược liệu xem như là trả thù lao ngươi mạc phố thoáng lảo đảo thiếu chút nữa thì phát điên em gái ngươi có cần hãm hại như thế hay không hắn không biết ngươi nhưng vừa rồi ngươi đẩy ta ra hắn tỉnh lại không tìm được ngươi sẽ tìm ta còn thiếu tiền của ngươi ngồi một man thú bay có thể tốn bao nhiêu tiền ngươi cướp huy hiệu của người ta cuối cùng ta gánh nỗi oan danh dự công chúa của ta người bỏ huy hiệu xuống đi chúng ta vẫn nên suy nghĩ biện pháp khác a à, ngươi làm gì đang muốn ngăn cản đối phương nhìn thấy động tác kế tiếp của đối phương mạc vũ lại bị dọa cho giật mình chỉ thấy người này đã ngồi xổm xuống cởi trang phục của vị bạch thiềm y sư này xuống cướp đi huy hiệu còn chưa đủ còn muốn cởi y phục của người ta mấu chốt nhất chính là nàng không ngờ là đồng lõa mạc vũ có loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất xỉu chuẩn bị một chút chúng ta lập tức qua phủ đệ của đại dược phương lời nói thừa với đối phương trương huyền cởi áo khoác ra mặc lên người đi đại dược phương phủ đệ cứ như thế đi qua sao bạch thiềm y sư tuy rằng không tính là quá nổi danh nhưng trên huy hiệu có tên một khi có y sư khác qua cũng sẽ bị vạch trần còn tưởng rằng đối phương sẽ có chủ ý gì tốt Hiện tại Mạc Vũ xem như đã hiểu rõ, đối phương là giả mạo vị bạch thiềm y sư này, nghĩ biện pháp lẩn vào phủ đệ của Đại Dược Vương. Như vậy đổi lại thành những nghề nghiệp khác còn có thể. Nhưng trên huy hiệu y sư có khác tên, một khi bị y sư khác phát hiện, khẳng định sẽ lập tức phát hiện là giả. Vạch trần cái gì? Mạc Vũ còn chưa nói hết lời, đã thấy Trương Huyền đã mặc quần áo tử tế, xoay người lại. Nhìn thấy được người thanh niên quay đầu lại, Mạc Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó thân thể lập tức chấn động, đồng tử đột nhiên trợn tròn. Bạch thiềm y sư, a à, không đúng, người đây là, năng lực ngụy trang sư, làm sao có thể. chương 391, lộ quản gia một Chỉ thấy trương huyền trước mắt đã thay đổi dáng vẻ, giống hệt với bạch thiềm y sư đang nằm dài dưới đất. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy được hắn vừa mặc quần áo xong, nàng thật sự nghi ngờ vị bạch y sư này có một đệ đệ song sinh. Trước kia nàng nghe người khác nói qua về ngụy trang dịch dung, nhưng theo Mạc Vũ, chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Chỉ cần cẩn thận, tất nhiên có thể nhìn ra được sơ hở. Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận thức của nàng. Trong thời gian nháy mắt biến thành một người khác, hoàn toàn không có chút sơ hở nào. Người này đến cùng làm sao làm được? Chẳng lẽ lại thật sự là chức nghiệp ngụy trang sư? Cổ xưa tương truyền, trong cửu lưu có một loại chức nghiệp vô cùng nghịch thiên, là ngụy trang sư. Tuy rằng sẽ không bằng thêm lực chiến đấu, nhưng có thể ngụy trang thành người đã gặp, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở, là thủ pháp tốt nhất để ẩn nấp chạy thoát thân. Chỉ có điều, loại nghề nghiệp này sớm đã biến mất ở trong lịch sử, chưa từng có người nào tận mắt nhìn thấy. Thời điểm nàng nghe một ít lão nhân nói chuyện với nhau về điều này, còn tưởng là lời đồn đại. Thật không nghĩ tới, tự nhiên có thật. Y đạo, thuần thú, luyện đan, danh sư Nàng cho rằng đã là cực hạn của vị thanh niên này, không nghĩ tới lại xuất hiện một ngụy trang. Người tu luyện bình thường tiêu hao cả đời cũng không nhất định có thể học được một loại. Hắn thì hay rồi, cái gì cũng biết. Nhà ngươi là bán nghề nghiệp sao? Nếu không, chưa đủ 20 tuổi, làm sao có thể học được nhiều như vậy? Trên đời làm sao có thể có quái thai như vậy? Mấu chốt là, quái thai thì quái thai, tuân thủ quy định thì cũng thôi, còn ra bài không theo lẽ thường. Trước đó nàng chỉ cho rằng người này nói những lời đáng giận, làm người nhịn tới mức khó chịu. Dù nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới. Làm việc, càng ngoan độc hơn. Thú đường, cướp đi man thú nàng thật vất vả thuần phục được. Nàng nhịn, lần này hắn một quyền đánh cho bạch y sư ngất xỉu, nỗi oan toàn bộ gánh ở trên người mình. Ta chính là qua giúp một tay, trêu ai gẹo ai. Gánh nối oan này trên lưng, sau này ta vẫn đi sát hạch y sư thế nào. Nghĩ đến điểm này. Mạc Vũ lại có loại kích động muốn phát điên. Đi thôi. Không để ý tới vẻ mặt dầu dĩ của Mạc Vũ, Trương Huyền chuẩn bị thỏa đáng, nhấc chân đi về phía phủ đệ của Đại Dược Vương. Phương pháp Thiên Đạo Ngụy Trang có thể khiến cho cơ bắp toàn thân hắn, xương cốt vì tâm thay đổi. Không chỉ bề ngoài sắp xỉ với vị Bạch Tiềm y sư này, âm thanh nói ra cũng có thể ngụy trang giống như đúc, khiến người ta khó có thể phân biệt. Chính là bởi vì có cái này làm chỗ dựa, hắn mới quyết định giả mạo, mà không phải sát hạch. Về phần như vậy có thể hay không đắc tội nghiệp đoàn y sư hay không, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Bất kể nói thế nào, vị mạc vũ này cũng là công chúa. Chút chuyện nhỏ này, cũng không thể giải quyết được sao, đùa gì thế. Lại nói, ngụy trang đối phương, chỉ là để nhìn thấy đại dược phương, thuận lợi hỏi rõ vị trí độc biện, cũng không phải làm sằng làm bậy, không ảnh hưởng tới toàn cục. Đáng giận thấy đối phương đã đi ra khỏi ngõ nhỏ, Mạc Vũ cắn răng một cái, đuổi theo. Hiện tại đã bị kéo xuống nước, cho dù muốn chống chế, cũng chống chế không được. Nàng chỉ có thể một đường đi tới đen. Tìm một huy hiệu y sư dễ dàng, một lát nữa nhìn thấy đại dược phương, ta xem người nói không nên lời, lúc đó phải làm sao. Y sư có am hiểu chữa bệnh cho người ta, cũng tinh thông chữa bệnh cho thú. Người này chữa bệnh cho khiếu thiên thú, cực kỳ dễ dàng chữa bệnh cho người ta, chưa chắc có thể thuận buồm xuôi gió. Chị không hết bệnh, cho dù nhìn thấy đại dược vương thì có ích lợi gì. Hai người một đường đi về phía trước, thời gian không lâu, bọn họ lại đi tới phủ đệ của đại dược vương. Hộ vệ vẫn bảo vệ ở bên ngoài, hình như biết đại dược vương ai cũng không gặp, không ít người đứng ở xung quanh bàn luận ẩm ý, lại không có người còn dám chạy tới chuyển bái thiếp. Sửa lại y quan một chút, Trương Huyền dựa theo ký ức, bắt trước được dáng vẻ đi bộ của Bạch Thiềm y sư, lúc này mới đi về phía trước cửa. Mau nhìn, lại có người muốn chết. Hắc hắc, hôm nay đã có mấy người không biết phân biệt đều bị đánh chết. Người này còn dám qua, thật sự không biết trời cao đất rộng. Bắt đầu náo nhiệt rồi, sợ rằng bị độc chết cũng không biết. Thấy hắn nhấc chân lại đi vào trong, mỗi một người xung quanh hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Mỗi ngày người muốn thăm hỏi Đại Dược Vương, nhiều đếm không xuể cứ như vậy lại tiến lên, không phải đâm đầu vào chỗ chết là làm gì. Hai vị dừng lại. Hộ vệ dướn lông mày lên, ngăn cản ở phía trước. Tại hạ là y sư. Trương Huyền lấy huy hiệu ra ngoài. Y sư. Hộ vệ nhìn sang, chỉ liếc mắt thoáng nhìn, lập tức lắc đầu. Audio điện tử võ tấn bền. Thật sự xin lỗi, phủ đệ chúng ta chỉ tiếp y sư đã ngoài nhị tinh. Chỉ tiếp thấy đã ngoài nhị tinh. Chương huyền sửng sốt thiếu chút nữa nôn ra máu nghe lão đầu kia nói chỉ cần là y sư liền có thể vào hắn đã vội vã chạy đi tìm huy hiệu không nghĩ tới còn có yêu cầu cho dù thời gian còn kịp bảo hắn đi đâu tìm một cái huy hiệu y sư nhị tinh đây y sư nhất tinh thực lực phần lớn đều ở ích huyệt cảnh thông huyền cảnh có thể dễ dàng đối phó nhị tinh cơ bản đều là cường giả Tông sư cho dù muốn cướp đoạt cũng không dám động thủ xin các hạ quay về đi. Hộ vệ bước lên trước, làm một động tác ra hiệu mời rời đi. Nghe nói như thế, nhìn thấy được động tác của đối phương, Mạc Vũ biết muốn đi vào đã không có hy vọng. Nàng đang muốn xoay người rời đi, lại thấy Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng, lông mày dướn lên. Làm càn, toàn thân hắn từ trên dưới mang theo uy thế không cho cự tuyệt. Bạch thiềm ta là y sư nhất tinh không giả, nhưng người nào nói y sư nhất tinh thì không thể chữa bệnh cho người ta mạc vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm y sư nhất tinh có thể khám bệnh không giả nhưng nhất tinh của ngươi cũng là giả không nên tự tin như vậy lá gan này của ngươi cũng quá lớn đi một cảnh tượng vừa rồi không thấy được sao chuẩn bị không tốt có thể sẽ là người chết trái tim nàng nhất thời co thắt lại nàng cũng có chút hối hận khi cùng người này qua đây y sư nhất tinh có thể chữa bệnh chỉ là hộ vệ hiển nhiên cũng không nghĩ tới một y sư nhất tinh nho nhỏ trước mắt lại kiên cường như vậy. Hắn thoáng sửng sốt một chút, đang muốn nói tiếp, đã thấy người trung niên đối diện giơ bàn tay ngăn lại, trong giọng nói mang theo sự chất vấn. chương 392, Lộ Quản ra 2 Những y tư nhị tinh, tam tinh tiến vào trước đó, có thể trị hết bệnh cho lão ra nhà các ngươi sao? Cái này, hộ vệ sửng sốt, mấy ngày nay đã có không ít y sư nhị tinh, tam tinh tới. Nhưng cho đến tận bây giờ, ngay cả lão gia rốt cuộc bị bệnh gì cũng không biết, càng chưa nói tới trị liệu. Đẳng cấp của huy hiệu, không có nghĩa là trình độ thật sự. Làm chậm chế việc trị liệu cho lão gia nhà các ngươi, các ngươi có chịu trách nhiệm được không? Lông mày trương huyền dướn lên, giọng nói có phần nghiêm khắc. Còn không tránh ra, để chúng ta đi vào. Chuyện này, mấy tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không quyết định được chủ ý. Mặc dù đẳng cấp của y sư càng cao, trình độ càng cao, nhưng cũng có vài người có bản lĩnh, lại không sát hạch đẳng cấp. Nếu chẳng may người này thật sự có bản lĩnh, lại bị chặn ở ngoài cửa, lão ra trách tội xuống, ai tới chịu trách nhiệm. Chỉ là phía trên cũng đã quy định, y sư nhất định không thể cho đi vào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút dầu dĩ. Thế nào? Bọn họ đang bế tắc, một giọng nói vang lên, ngay lập tức một người trung niên đi ra. Lộ quản ra, nhìn thấy người kia, hộ vệ đồng thời không người. Chuyện gì xảy ra? Đi ra cửa lớn, thấy Trương Huyền và Mạc Vũ đứng ở cách đó không xa, hộ vệ ngăn cản ở phía trước, lộ quản ra dướn mày. Vị bạch thiềm y sư này là một y sư nhất tinh. Hộ vệ vội vàng giải thích. Y sư nhất tinh, đánh đổi là được. Lộ quản gia xua tay. Làm quản gia của Đại Dược Vương, đều gặp qua không ít y sư nhị tinh, tam tinh. Loại y sư cấp thấp nhất này, hắn căn bản khinh thường không chú ý nhưng hắn nói, nếu như làm chậm chế việc trị liệu cho lão gia, ai cũng không đủ sức. Hình như hắn có tự tin có thể giúp lão gia trị liệu. Hộ vệ do dự, khẩu khí thật là lớn. Hư một tiếng, lộ quản gia quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt đầy vẻ xem thường. Người nói người có thể trị liệu được căn bệnh của lão gia. Rất nhiều y sư nhị tinh, tam tinh cũng không dám nói ngoa, người không nên tự tin. Bệnh của lão gia, những hộ vệ này không biết, nhưng hắn biết hiểu rất rõ. Ngay cả vài vị y sư tam tinh hội ý chuẩn đoán, cũng không nhìn ra nguyên nhân. Hắn là một y sư nhất tinh nho nhỏ, biết cái gì. Ta có nên tự tin hay không, người không cần phải quản. Không tin, chúng ta có thể đánh cược. Trương Huyền nhìn qua, lộ quản gia nâng mí mắt lên, lộ ra một tia khinh miệt. Đánh cược gì? Người đánh ta một quyền, ta có thể biết người bị bệnh gì? Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng nói bậy bạ gì đó, lộ quản gia thân thể cường tráng, làm gì có bệnh gì. Vừa nhìn đã biết là ăn nói bừa bãi, ta cũng đã gặp không ít y sư tam tinh, đều là các loại trần đoán bệnh. Ta vẫn chưa từng nghe nói qua, đánh quyền có thể xem bệnh. Làm bộ làm tịch, người như thế đánh đổi là được. Một đám hộ vệ đồng thời hét lớn. Mạc Vũ ở một bên chỉ cảm thấy trên mặt nóng dần lên, thiếu chút nữa đảo hố nhảy vào. Y sư người ta khám bệnh, đều nhìn, nghe, hỏi, sau đó cẩn thận tìm kiếm, sau đó nghiêm túc chuẩn đoán bệnh. Vẫn chưa nghe nói qua đánh quyền xem bệnh, ngươi cho rằng nhìn hầu tử, lật người bổ nhào vài cái, liền biết thân thể có vấn đề hay không. Ban đầu, thấy người này chứa trị tốt cho khiếu thiên thú, còn tưởng rằng hắn thật sự hiểu biết rất nhiều về y sư, nắm giữ cấp bậc cực cao. Suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi làm vậy không phải là khám bệnh cho người, mà là đang khám bệnh cho man thú man thú sẽ không nói, thông thường phải động vài cái, mới có khả năng nhìn ra chỗ bị thương bệnh. Bảo lộ quản gia cũng làm như vậy, người có nên xác định trước một chút, hắn có phải là man thú hay không? Lại nói, người có bệnh chính là đại dược vương, người hỏi quản gia người ta làm gì? Người, lộ quản gia thường xuyên tiếp xúc cùng y sư, tất nhiên cũng biết chỉ có khám bệnh cho man thú mới đánh quyền, động tay động chân. Hắn tức giận, sắc mặt đỏ lên, hắn đang muốn nói chuyện, liền thấy ánh mắt hoa lên, một nắm đấm đánh thẳng tới. Làm càn, thấy một y sư nhất tinh, ở trước cửa của đại dược vương dám vung quyền đối với hắn, lộ quản gia thâm trầm tới mức sắp xỉ máu, hai tay một lần dơ lên đón đỡ. Muốn chết, thật to gan, đám hộ vệ cũng không nghĩ tới trương huyền to gan như vậy, ào ào rút binh khí ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí. Thậm chí, có người bóp nát độc dược ở lòng bàn tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ ném ra vù bàn tay lộ quản gia còn chưa có tiếp xúc với đối phương đã thấy vị y sư đánh lén hắn lui về tại chỗ chắp hai tay ở sau lưng thần sắc thản nhiên giống như chưa từng động thủ người đâu mau bắt hắn lại cho ta lộ quản gia hét lớn không quan tâm đối phương rốt cuộc muốn làm gì hồng liên thành là địa bàn của đại dược phương ở chỗ này dám làm loạn cần gì quan tâm ngươi là y sư nhất tinh hay nhị tinh cho dù vương tử công chúa tới cũng vô dụng bắt ta sao? Trương Huyền lắc đầu, liếc mắt một cái nhìn người trung niên trước mắt. Nếu như lộ quản gia cảm thấy mình buổi tối mỗi ngày thở khó khè, có thể chịu được, không coi vào đâu, vậy ta đây liền rời đi, không cần các vị động thủ. Ngươi nói cái gì? Lộ quản gia sửng sốt, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. chương 393, tiến vào Việt một Từ 3 năm trước đây, tu luyện xảy ra vấn đề. Mỗi khi đến buổi tối, hắn đều sẽ thở gấp khò khè, giống như là bị người bóp cổ, bị hành hạ sống chết không biết. Hắn đã từng đặc biệt tìm y sư khám qua về căn bệnh này. Bất kể là y sư nhị tinh hay tam tinh, đều không tìm được nguồn gốc căn bệnh, kê ra không ít thuốc dùng, kết quả chưa từng có công hiệu quá lớn. Hắn vốn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ bị loại bệnh này hành hạ, mãi đến khi sống hết quãng đời còn lại. Thạt không nghĩ tới y sư nhất tinh trước mắt này thoạt nhìn không ra sao, mở miệng lại nói ra lẽ nào hắn thoạt nhìn chỉ là một y sư nhất tinh, trên thực tế lại là một vị cao thủ. Không biết vị y sư này xưng hô như thế nào. Ngăn cản rất nhiều hộ vệ đang muốn động thủ, lộ quản gia kìm chế sự khiếp sợ trong lòng, khom người nói. Thiên vũ vương quốc, Bạch Thiềm. Trương Huyền thản nhiên nói. Hóa ra là Bạch Thiềm y sư, có thể tránh sang một bước nói chuyện hay không? Bệnh hắn thở khò khẻ bệnh, người biết không nhiều lắm, hắn không muốn huyên náo tới toàn thành đều biết mời trương huyền gật đầu ách cảnh tượng như vậy mạc vũ đều nhìn thấy ở trong mắt đôi mắt thanh tú trợn tròn sắp rơi trên mặt đất lúc này dù có ngốc nàng cũng biết trương huyền nói thở khò khè nhất định là đúng bằng không vị lộ quản gia này tuyệt đối sẽ không lập tức thay đổi không cần hỏi thăm không cần quan sát đánh một quyền nhìn ra chứng bệnh Dùng phương pháp chuẩn đoán bệnh cho man thú để chẩn đoán bệnh cho người, vẫn có một chút thành công. Thế nào nàng lại cảm giác không thể tin được. Người khác có thể sẽ cảm thấy vị Trương Huyền này sớm điều tra tình trạng thân thể của Lộ quản gia, vào lúc này cố ý nói ra. Nàng cũng hiểu được, người này trước kia ngay cả đại dược vương cũng không biết, lại làm sao có thể biết được một quản gia nho nhỏ. Nhất định là vừa chẩn đoán được. Sử dụng phương pháp đánh một trận thu phục man thú, sử dụng chỉ điểm tiến hành luyện đan sử dụng đánh quyền xem bệnh cho người ta. Đã sớm biết người này không đi theo đường thường, nhưng điều này cũng quá không đi theo đường thường. Đi qua nhìn một chút. Sau khi chấn động kinh sợ một hồi, lúc này nàng mới phát hiện, hai người từ lâu đã đi vào viện. Nàng mới vội vã đi theo. Thấy lộ quản gia ra lệnh, hộ vệ cũng không dám ngăn cản. Tuy rằng không biết người này dựa vào đánh quyền, làm sao nhìn ra được chứng bệnh, nhưng không giải quyết được, vẫn là vô dụng trong lòng Mạc Vũ sáng như gương. Hồng Liên Thành là nơi giao dịch dược liệu lớn nhất giữa Thiên Vũ và 12 vương quốc xung quanh. Trong đó, các dược sư đến đây nhiều đếm không xuể. Bản thân lộ quản gia mắc bệnh kín, làm sao có thể không tìm người trị liệu. Ngay cả một ít hy sư nhị tinh, tam tinh còn trị liệu không được. Nàng cũng không tin, vị trương huyền này xem một chút là hoàn toàn có thể chữa trị được. Nàng âm thầm suy nghĩ, đi vào trong viện, đang suy nghĩ Trương Huyền nhìn ra chứng bệnh không trị hết sẽ như thế nào. Chỉ thấy phía trước có hai người tiến đến, đứng ở cách đó không xa. Chỉ nhìn lướt qua, thân thể nàng không tự chủ được lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Chỉ thấy lộ quản gia vừa muốn tránh sang một bên nói chuyện, lúc này vẻ mặt cung kính đứng ở trước mặt Trương Huyền, giống như một đệ tử, trong mắt tràn ngập sự kích động và lửa nóng. Chuyện này, Mạc Vũ dùng sức rụi mắt, rất sợ mình nhìn nhầm mình không đợi bao lâu đã theo sau, cách đối phương không quá một phút. Vừa rồi lộ quản gia còn khí thế hung hăng, vẻ mặt tức giận. Thế nào trong thời gian nháy mắt đã biến thành bộ dạng này? Nếu không trên mặt đất không có người nằm, nàng thật sự nghi ngờ có phải người này lại đánh cho người ta choáng váng, dùng chức nghiệp ngụy trang. Nàng đang muốn đi tới, để hỏi xem thế nào, lại thấy Trương Huyền khoát tay, đầy vẻ không kiên nhẫn. Được rồi, dẫn ta đi gặp Đại Dược Vương. Mạc Vũ một lảo đảo. Không kiên nhẫn được. Người có gì không kiên nhẫn chứ? Nơi này là phủ đệ của Đại Dược Vương. Người đối với quản gia của bọn họ không kiên nhẫn được. Người sẽ không sợ bị đánh chết sao? Nàng vốn cho rằng với loại thái độ này của hắn, lộ quản gia nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt không vui. Nhưng hắn lại không người chào, thái độ cung kính giống như thấy phụ mẫu. Vâng, mời đi bên này. Ta dẫn ngài đi gặp Đại Dược Vương. Mạc Vũ lại nhoáng lắc lư, cảm thấy toàn thân đều có chút không xong. Rốt cuộc thế nào vậy? Cho dù vạch ra bệnh trên thân ngươi, cũng không đến mức như vậy đi. Nhìn ra chứng bệnh và giải quyết là hai chuyện khác nhau. Không giải quyết, như vậy ngươi cũng không có cốt khí đi. Trong lòng nàng thầm nhủ, nàng thật sự không nhịn được, đi vài bước tới trước mắt Trương Huyền, lặng lẽ truyền âm. Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thái độ của Lộ quản gia thế nào? A à, thân thể hắn có vấn đề, ta vừa giúp hắn chữa trị. chương 394, tiến vào viện 2. Giọng nói của Trương Huyền truyền tới. Chữa, chữa trị. Thân thể mạc vũ cứng đờ, đầu chóng váng. Hắn tiến vào viện sớm hơn nàng một phút, trị bệnh cho đối phương. Ngươi không có nói đùa chứ. Hắn không phải bệnh, chỉ là chúng độc mà thôi. Ta giúp hắn trừ độc, tất nhiên hắn cảm kích mang ơn. Nhìn thấu nghi ngờ của nàng, Trương Huyền giải thích. Lộ quản gia này cứ nửa đêm thở khò khe, không phải tu luyện xảy ra sai lầm, mà bị người lặng lẽ hạ độc. Loại chất độc này đặc biệt cổ quái, cho dù y sư tam tinh cũng nhìn không ra được, cho nên rất khó trị hết. Chỉ có điều, hắn lại khác, chân khí thiên đạo vừa ra, loại khí độc cấp bậc như vậy, có thể dễ dàng ép ra bên ngoài cơ thể, chỉ mấy hơi thở đã trị liệu hoàn tất. Một phút, dư giả. Chúng độc, trừ độc. Nghe hắn nói đơn giản, Mạc Vũ ở bên cạnh, vẻ mặt phát điên. Trừ độc, so với chữa bệnh càng khó hơn. Bằng không, độc sư cũng không đến mức khiến cho vô số người nói tới liền biến sắc, sinh lòng sợ hãi. Lại nói, chỉ có độc sư thật sự mới có thể làm được chuyện trừ độc cho người ta, giải quyết khí độc lưu lại ở trong cơ thể. Người không phải không biết về độc, ngay cả độc biện ở chỗ nào cũng không biết sao. Người có thể trừ độc từ lúc nào. Ban đầu nàng nghĩ, dẫn Trương Huyền đến nơi đây, trở về Thiên Vũ Vương Thành. Lúc này nàng càng thêm hiếu kỳ đối với người thanh niên trước mắt này, muốn tiếp tục nhìn tiếp, xem người này rốt cuộc còn có thể sáng chế ra bao nhiêu thần thoại khiến người ta khó có thể tin được. Không để ý tới sắc mặt Mạc Vũ lúc đỏ lúc trắng không biết nghĩ cái gì, Trương Huyền đi theo phía sau lộ quản gia, lặng lẽ quan sát xung quanh. Thảo nào trước đó, vị công chúa này nói, rất khó lẩn vào được. Lúc này nhìn một hồi, hắn mới biết được, đây là sự thật. Toàn bộ phủ đệ đường đi rắc rối phức tạp không nói, còn đầy chạm gác. Phần lớn những hộ vệ này đều có tu vi ít huyệt cảnh, thống lĩnh lợi hại, còn đạt tới thông huyền cảnh đỉnh phong. Không chỉ có như vậy, ở một vài góc trong sân hắn thấy được trận kỳ trận cơ. Không cần suy nghĩ, không chỉ hộ vệ có tu vi cao thâm, còn có trận pháp phong tỏa xung quanh. Không biết bố trí cụ thể và phương vị, một khi rơi vào trong đó vô cùng có khả năng bị nhốt ở bên trong, muốn ra được cũng rất khó. hộ vệ trận pháp chỉ là những gì ngoài mặt nổi có thể thấy được. nếu vị đại dược vương này có liên hệ mật thiết với độc điện, làm sao có thể không có kịch độc? cho nên, cho dù thực lực không kém, muốn lẻn vào cái nhà này cũng gần như không có khả năng. có quản gia dẫn đường, một đường thông suốt không gặp trở ngại. không lâu sau, bọn họ đi đến một đại điện rộng rãi. hắn đi vào trong đó bên trong đã có không dưới 10 vị trung niên, lão nhân, mỗi một người trước ngực đều mang huy hiệu. Chỉ liếc mắt một cái, Trương Huyền âm thầm líu lưỡi. Đều đang là y sư đã ngoài nhị tinh, còn có 3 vị, lại có thể đạt tới tam tinh. Y sư tam tinh, cho dù ở vương quốc nhất đẳng, cũng là tồn tại cao nhất. Có thể tập trung 3 vị ở tại đây, không thể không nói, mặt mũi của vị đại dược vương này vẫn thật sự lớn lộ quản ra, không phải yêu cầu ngoài nhị tinh mới có khả năng đi vào sao. Người dẫn một y sư nhất tinh tới đây làm gì? Thấy Trương Huyền đi tới, một y sư tam tinh không nhịn được nhướng mày. Đây không phải là bạch thiểm y sư sao? Ở đây không phải nơi ngươi nên tới. Mau đi ra ngoài đi. Lại có một y sư nhận ra Trương Huyền, bực bội nói. Mộc hoành y sư, thành phong y sư, vị bạch thiểm y sư này, mặc dù chỉ là nhất tinh, đối với y đạo cũng có lý giải không thấp. Cho nên, ta mời hắn qua. Thấy hai người khinh thường, lộ quản gia vội vàng giải thích. Đối với y đạo lý giải không thấp, lộ quản gia, người nói đùa sao. Thành phong y sư nhận ra Trương Huyền khẽ cười, hừ một tiếng. Ta và hắn ở chung không dưới 20 năm, hắn có trình độ gì, ta có thể không biết sao. Bạch thiềm y sư mặc dù chỉ là một y sư nhất tinh, ở nghiệp đoàn y sư thiên vũ vương quốc, cũng rất nổi danh, tham tài háo sắc, trải qua không ít chuyện hoang đường, đã từng thiếu chút nữa bị thủ tiêu tư cách y sư. Nếu không phải ở thời khắc mấu chốt, hắn gặp vận may, có khả năng ngay cả huy chương nhất tinh cũng không ở trên người. Lộ quản gia lại còn nói người như thế lý giải đối với y đạo không thấp. Đặc biệt mời đi theo. Lộ quản gia, lần này ngươi nhất định là nhìn nhầm. Ta cũng nhận ra người này, hắn trở thành y sư nhất tinh cũng rất miễn cưỡng, còn có lý giải không thấp mời đi theo. Ngàn vạn lần đừng để ra hỏa này dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Trong đám người có không ít người biết chuyện này, đồng thời nhận ra bạch thiềm. Tất cả đều lộ ý ra khinh miệt. Một y sư nhất tinh không có bản lĩnh gì, chỉ có thể mua dược liệu, không dám khám bệnh bệnh mà thôi, từ khi nào trở thành cao thủ. Hắn, nghe được lời của mọi người, lộ quản gia cũng sững sờ. Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ tới vị y sư lợi hại này dễ dàng giải quyết bệnh tật của hắn, danh tiếng lại kém như vậy. Lộ quản gia đang muốn giải thích thay hắn vài câu, một y sư tam tinh ở trong đám người, giờ bàn tay to ngăn cản, cắt ngang lời của hắn. Được rồi, cần gì quan tâm hắn nhất tinh hay nhị tinh? Chỉ cần một lát nữa ngậm chặt miệng, đừng nói nhảm là được. Chúng ta tới nơi này là để chữa bệnh, lộ quản gia, mọi người đến nhiều như vậy, có phải nên dẫn chúng ta đi gặp đại dược vương hay không? Đúng, hiện tại ta sẽ đi mời lão ra đi ra, để mọi người khám và chữa bệnh. Nghe được mọi người không truy cứu, lộ quản gia an bài Trương Huyền ngồi ở một bên, lúc này mới liền vội vàng gật đầu. chương 395, ta đến xem một. Lộ quản gia lui ra ngoài, không lâu sau, hắn mang một lão nhân đi tới. Thoạt nhìn còn muốn già hơn trầm hồng, già đầy nếp nhăn, gương mặt già nua, nghiêng người dựa trên ghế nằm, hít vào nhiều, thở ra ít, thoạt nhìn giống như sẽ chết bất cứ lúc nào. Thảo nào phủ đệ giới nghiêm, ngoại trừ y sư cơ bản không cho vào. Loại tình huống này, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn là không kiên trì được bao lâu. Các vị đều là y đạo tông sư nổi danh trong nghiệp đoàn y sư. Vẫn mong các vị ra tay cứu chữa cho lão gia nhà chúng ta. Lộ quản gia nhìn về phía mọi người cung kính cúi đầu. Người nói tường tận một chút về bệnh trạng của đại dược vương vị y sư tam tinh vừa rồi lại lên tiếng nói vâng biết y sư xem bệnh cần phải hỏi lộ quản gia cũng không do dự thân thể của lão gia nhà chúng ta vốn rất tốt đại khái nửa tháng trước đột nhiên phát bệnh cơm ăn không vào thân thể ngày càng xa suốt đến ngày hôm nay thậm chí ngay cả nói cũng không nói ra được bệnh trạng cụ thể ta cũng nói không nên lời chỉ biết là thân thể càng ngày càng kém uống bất kỳ thuốc bổ nào cũng không có tác dụng đột nhiên phát bệnh, có phải là chúng độc hay không? Một y sư nói chen vào. Đột nhiên phát bệnh, trước đó không có bất kỳ triệu chứng nào, chúng độc có khả năng cực lớn. Cái này chúng ta cũng hoài nghi tới, từng đặc biệt sử dụng đồ kiểm tra đo lường, nhưng vẫn chưa phát hiện có dấu hiệu chúng độc. Đại dược vương rong rủi ở Hồng Liên thành nhiều năm như vậy, lại cùng độc điện có liên hệ, muốn kiểm tra xem trong cơ thể có chúng độc hay không, chắc hẳn là vô cùng đơn giản nếu nói không có chắc hẳn là không phải ta đến xem nói xong y sư tam tinh đứng dậy đi tới trước mặt đại dược vương cúi đầu nhìn sang một lát sau chân mày hắn nhíu lại môi trắng bệch hít thở lúc có lúc không da trùng có da đốm mồi rất sâu ánh mắt vô thần nhìn một hồi hắn không nhịn được lắc đầu những thứ này đều là dấu hiệu tuổi thọ đã hết mới có tuổi thọ do trời định thật muốn đến cuối cho dù là y sư lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng nghịch thiên cải mệnh, giúp người kéo dài. Trừ khi đột phá thực lực trước mặt, danh tiếng của lão gia rất lớn, trên thực tế chỉ là dựa vào vị trí đại dược phương. Năm nay chỉ có, hơn 40 tuổi, ngay cả 50 cũng chưa tới. Lộ quản gia do dự một chút nói, đại dược phương Hồng Liên Thành, không phải đặc chỉ là ai, mà là giống như vương tước, có thể kéo dài tiếp. Ai thành đại dược vương? Người đó có địa vị bá chủ Hồng Liên Thành. Không đến 50, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả Trương Huyền cũng thoáng kinh ngạc. Lão già trước mắt này, nói hắn 90, tuyệt đối cũng có người tin tưởng, lại còn chưa đến 50. Thực lực tông sư cảnh, tuổi không đến 50, dựa theo tình huống bình thường, chắc hẳn là chính là thời khắc hoàng kim nhất. Bất kể lực lượng, hay tinh, khí, thân, đều đạt được một loại đỉnh phong, không có khả năng đi tới cuối tuổi thọ có thể từng ăn sinh lực đan. Do dự một chút, vị y sư Tam tinh này không nhịn được hỏi lần nữa. Sinh lực đan có thể khiến cho người thể lực suy giảm, lực lượng một lần nữa tỏa sáng. Cho dù là người già tuổi xế chiều, cũng có tác dụng nhất định. Đã ăn rồi, chỉ có điều tác dụng không lớn. Lộ quản gia lại lắc đầu. Ngay cả sinh lực đan cũng không có tác dụng. Lần này không chỉ vị y sư Tam tinh này, những người khác đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng mỗi người lại nhăn mày lại. Sinh lực đan là đan dược nhị phẩm, có hiệu quả đối với cường giả tông sư cảnh. Tác dụng không lớn, đủ để nói rõ thân thể vị đại dược vương này đã suy giảm đến một loại trình độ khiến người ta mức khó có thể tưởng tượng được. Ta có một bộ phương pháp châm cứu kích thích huyệt đạo, khôi phục thể lực, có thể thử một chút. Vị mộc hoành y sư nói chuyện trước đó, đứng dậy. Phương pháp dùng ngân châm điểm huyệt của mộc hoành tông sư ngân, nổi danh khắp thiên hạ, hẳn là có hiệu quả mọi người gật đầu mộc hoành y sư cũng không nói nhiều lời vô ích lấy ra ngân châm châm từng huyệt đạo đối với đại dược vương đang ở trên ghế nằm một lát sau hắn lắc đầu lui trở về hắn ngân châm đâm huyệt pháp tuy rằng danh tiếng rất lớn cũng rất lợi hại nhưng ở vị này đại dược vương trên người dường như không bất cứ tác dụng gì chỗ của ta có bộ phương thuốc chân quý có thể thử một chút lại có người đứng dậy rất nhiều y sư hoặc là thi triển thủ đoạn lợi hại hoặc là thảo luận vị đại dược vương này rốt cuộc bị bệnh gì. Rất nhiều thủ pháp, lý luận y đạo nói ra, lộ ra sự đặc sắc, khiến mạc vũ tiểu thư đứng bên cạnh, nghe tới thần trí mỏi mệt, mắt hoa lên, khó có thể tự kiềm chế. Có thể tới nơi này, cơ bản đều là y đạo tông sư lợi hại nhất của các vương quốc lớn. Tệ nhất cũng lợi hại hơn so với thanh dương tông sư rất nhiều. Nàng chỉ là một y sư học đồ, làm nào có thể trải qua loại tình cảnh rầm rộ như vậy. Chỉ nghe một hồi, cảm thấy mới mẻ, hiểu biết đối với y đạo cũng sâu hơn không ít. Hắn, cố nén kích động trong lòng, nàng nhìn sang Trương Huyền đứng trách ở một bên. Vừa nhìn xuống, nhất thời sắc mặt nàng tối sầm. Vốn tưởng rằng người này sẽ giống như mình, nghe được lý luận cao thâm như vậy, trong lòng tràn đầy say mê. Nhưng chỉ thấy vẻ mặt hắn giống như đang nằm mộc, ngu si ngồi ở tại chỗ. Loại vẻ mặt này, nàng trước đây đã thấy qua, là khi hoàn toàn không hiểu nổi một loại chức nghiệp, nghe không rõ mới có được nghe không hiểu những điều này làm sao có thể trong lòng nàng thoáng động không nhịn được truyền âm trương huyền phương pháp khám và chữa bệnh cực đoan mộc hoành y sư vừa nói ta nghe không hiểu rốt cuộc có ý gì không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi thăm trương huyền sửng sốt một chút hắn chưa có xem qua về sách y đạo tàng thư khố của vương quốc lại không có bao nhiêu sách loại này hắn làm sao biết được những lý luận này và danh từ này Chương 396, ta đến xem hai. Suy nghĩ một chút, lúc này hắn lắc đầu. Ta cũng không biết, chưa từng nghe qua. Trước mắt mạc vũ chợt tối sầm. Phương pháp khám và chữa bệnh cực đoan là một loại thủ pháp khám chữa bệnh nhập môn của y sư, lợi dụng giả thiết cực đoan tới xác định căn bệnh. Đừng nói y sư, ngay cả học đồ cũng đều đặc biệt đọc qua. Gia hỏa này lại còn nói chưa từng nghe qua. Vậy, phương pháp quan sát khám và chữa bệnh nàng không nhịn được lại truyền âm. Cũng chưa từng nghe qua. Trương Huyền lắc đầu. Thiên Huyền Vương Quốc chỉ có một nguyên ngữ đại sư, hơn nữa chỉ có trình độ y sư nhất tinh. Hắn cùng với đối phương gặp gỡ lại không nhiều, lý luận chữa bệnh, có thể nói hoàn toàn trống rỗng. Khóe miệng mạc vũ giật một cái. Phương pháp quan sát khám và chữa bệnh là thông qua quan sát bệnh nhân như thế nào để tới xác nhận căn chứng. Trong sát hạch học đồ nhất định thi đề mục này chỉ cần là y sư, không thể không rõ. Hắn tự nhiên lại nói cũng chưa từng nghe qua. Ngay cả cơ bản nhất của y đạo cũng không biết, lại giả mạo y sư qua giúp người trị liệu. Đại ca, người thật sự cảm thấy mạng dài, hay rảnh rỗi tới đau ra. Trong lòng nàng phiền muộn, đồng thời cũng có chút không hiểu. Hắn ngay cả điều này cũng không biết, nói rõ đối với y đạo một chữ cũng không biết. Nhưng... Hắn lại làm thế nào thấy được căn bệnh của khiếu thiên thú và lộ quản gia, đồng thời trị liệu. Mạc Vũ Nguyên man suy nghĩ. Lúc này vẻ mặt Trương Huyền cũng đầy bất đắc dĩ. Thiên đạo đồ thư quán chỉ có đánh quyền người khác, hoặc hôn mê vô ý thức mới có khả năng xuất hiện. Hiện tại vị đại dược phương này mặc dù không cách nào nói, cũng ý thức rất rõ ràng. Nhìn dáng vẻ của hắn không tốt hơn so với trầm hồng lúc trước là bao nhiêu. Bảo đánh hắn quyền, sợ rằng còn không có đánh ra được người lại chết. Mà nếu giống như Trầm Hồng, một cái tát đánh ngất. Chắc hẳn chưa kịp nhìn nội dung trên đồ thư quán, hắn đã bị chém thành tám khối. Tuy rằng đại điện này thoạt nhìn yên tĩnh, trên thực tế có không ít cao thủ ẩn nấp. Hắn dám động thủ, những người này nhất định sẽ lao tới. Phải nghĩ biện pháp, quang minh chính đại đánh ngất xỉu vị đại dược phương này. Hắn day day mi tâm, suy nghĩ tìm hiểu lý do. Thật sự ngại quá, chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy chứng bệnh của đại dược vương thật sự bất lực đúng vậy lộ quản gia chúng ta thật sự không có cách nào xin lỗi là chúng ta học nghệ không tinh lại ở thời điểm mạc vũ và trương huyền đều có suy nghĩ riêng của mình đám người mộc hoành đều đứng dậy lắc đầu mỗi một đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ trải qua nửa ngày khám và chữa bệnh ngay cả đối phương tới cùng bị mắc bệnh gì vẫn không rõ ràng càng không nói tới trị liệu chuyện này nhìn thấy được bộ dáng mọi người như lộ quản gia không nhịn được lộ ra sự thất vọng nồng đậm từ khi lão gia nhiễm bệnh lại mời y sư đến đây quan sát đây cũng không phải là lần thứ nhất cũng không phải là lần đầu tiên nhận được loại đáp án này tuy rằng không trị được bệnh của lão gia vẫn hết sức cảm ơn dược phương phủ sẽ không bạc đãi các vị lộ quản gia lắc đầu đang muốn căn dặn một tiếng lại thấy thành phong y sư đứng dậy trên mặt cười mà như không cười nhìn về phía trương huyền cách đó không xa Lộ quản gia, chúng ta vừa rồi đều tiến hành chẩn đoán bệnh đối với đại dược phương, hơn nữa đưa ra thảo luận. Nhưng dường như vị Bạch Thiềm y sư được Lộ quản gia đặc biệt mời tới, vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích. Không biết là khinh thường chúng ta, cảm thấy chúng ta không xứng để thảo luận, hay trong lòng đã có chẩn đoán, coi trọng bản thân, không muốn cùng chúng ta giao lưu. Nghe được Thành Phong y sư nói, mọi người đầu tiên là sửng sốt, cũng đồng thời nghĩ tới người gọi là bạch tiềm này quả thực từ khi mới bắt đầu lại một câu nói không nói giống như là câm điếc người này vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích không chỉ không nhúc nhích ngay cả lời cũng không nói một câu y sư nhất tinh vốn không tính là gì cả chúng ta thảo luận với nhau hắn có thể nói chen vào mới là lạ biết trình độ của mình thấp không nói lời nào cũng để tránh bị người ghét bỏ nhớ tới đối phương chỉ là một y sư nhất tinh tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khinh miệt y sư nhất tinh ở nơi khác xem như là không tệ, nhưng ở chỗ này lại không đủ nhìn. Chứng bệnh ngay cả y sư tam tinh cũng xem không hiểu, hắn lại làm sao có thể nhìn ra được. Hắn không nói lời nào cũng đúng. Không thể nói như vậy được, có thể khiến cho lộ quản gia đặc biệt mời đi theo, đồng thời tán thưởng lý giải y đạo không thấp, làm sao có thể ngay cả lời cũng không dám nói. Thành phong y sư cười khanh khách nhìn về phía trương huyền. Bạch thiềm y sư này, hắn đã sớm nhận ra biết trình độ là thế nào lộ quản gia lại còn nói mời cũng ở trước mặt mọi người khen đây chính là đãi ngộ ngay cả hắn cũng không có bây giờ có thể khiến cho người này xấu mặt hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này lộ quản gia có chút do so dự nhìn lại bạch thiềm y sư vị bạch y sư này có thể liếc mắt nhìn ra chứng bệnh của hắn y thuật cao hắn vẫn tương đối tin phục chỉ có điều đến bây giờ người này chưa từng mở miệng cũng khiến cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Nghe được tiếng kêu của Lộ quản gia, Trương Huyền rồi mới từ trong sự trầm tư kịp phản ứng, vẻ mặt nghi ngờ. Thế nào? Là như vậy? Thấy tất cả mọi người chẩn đoán bệnh, người này thất thần, Lộ quản gia ho khan một tiếng, vội vàng giải thích. Các vị y sư không có cách nào xác nhận được chứng bệnh của lão gia, muốn nghe một chút về ý kiến của ngài. Ngay cả bệnh cũng không có cách nào xác nhận. Trương Huyền chậm rãi đứng dậy, Nhìn mọi người một cái, không nhịn được lắc đầu. Nếu bọn họ đều không được, ta đến xem. Chương 397, bí pháp của Trương Huyền một. Làm càn, ngươi nói ai không được? Y sư nhất tinh nho nhỏ, không ngờ miệng ra lời nói ngông cuồng. Ai cho ngươi lá gan như vậy? Mọi người xung quanh lập tức bùng nổ. Chúng ta không làm được, ngươi đến xem, ý tứ ngươi mạnh hơn so với chúng ta sao? Một y sư nhất tinh, không nên tự tin như vậy chứ? khẩu khí thật là lớn. Bạch thiềm, không nghĩ tới mấy ngày không gặp, bản lĩnh của ngươi lại giải ra. Thành phong y sư cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, mắt híp lại. Trẻ nhỏ vô tri, không ngờ miệng ra lời nói ngông cuồng. Ta thật ra muốn xem thử, người có bản lĩnh gì. Mục hoành y sư vùng ống tay áo, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Chúng ta những y sư nhị tinh, tam tinh cũng không nhìn ra được chứng bệnh, không có cách nào trị liệu. Bản thân người một y sư nhất tinh nho nhỏ, giả vờ cái gì? Người đến xem, có thể tìm ra được sao? Người này, mí mắt Mạc Vũ giật một cái. Nhiều y sư tam tinh như vậy đều xem không hiểu, một mình ngươi ngay cả phương pháp khám và chữa bệnh cực đoan, phương pháp quan sát khám và chữa bệnh cũng đều không hiểu, tự nhiên mở miệng nhanh chân đến xem, xem tất cả mọi người ở đây như không có sao. Lớn lối như vậy, không sợ bị đánh chết sao? Đến cùng không nên tự tin chứ? không để ý tới sự phẫn nộ và nghi vấn của mọi người, Trương Huyền đi tới trước mặt Đại Dược Vương. Khoảng cách xa còn không có cảm thấy, hắn đi tới trước mặt mới phát hiện, vị Đại Dược Vương này quả thực bệnh rất nặng, cơ bắp toàn thân trùng xuống, da khô quát, thần thái hai mắt đã giảm bớt, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Hắn đi dạo một vòng dọc theo đối phương, cẩn thận sờ sờ, quan sát chi tiết. Quả nhiên, cái gì cũng không nhìn ra. Bạch Y Sư có thể nhìn ra cái gì? thấy hắn đứng ở tại chỗ giường như suy nghĩ tới điều gì, lộ quản gia không nhịn được hỏi. Những người khác cũng nhìn qua. Vừa rồi, người này nói lớn lối như vậy, bọn họ cũng muốn xem thử một chút, có đúng là hắn có bản lĩnh kiêu ngạo hay không? Ừ, nhìn ra được một ít, chỉ có điều, vẫn không thể xác định. Biết rõ nếu thật sự nói cái gì cũng không nhìn ra, nhất định sẽ lập tức bị đánh chết, Trương Huyền trầm mặc một lát, nói. Nhìn ra được một ít, thật sao, sắc mặt lộ quản ra vui vẻ, đầy kích động. Đối phương chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn ra hắn có bệnh thở khó khe. Vấn đề người khác có thể vẫn không có cách nào giải quyết, hắn lại thật sự có biện pháp. Giả vờ giả vịt. Ngược lại ta muốn xem thử, người nhìn ra một chút cái gì. Rất nhiều y sư khác, mỗi một đầy vẻ xem thường. Y sư xem bệnh, thấy như thế nào, nhìn chỗ nào, nhìn như thế nào, đều có sự chú ý. Người trước mắt này, tùy liền đi một vòng, chỗ quan trọng nhất để xem bệnh lại hoàn toàn không để ý, tự nhiên lại nói khoác không biết ngượng là nhìn ra vấn đề. người nằm mơ sao? cho người giả vờ. một lát nữa nói không nên lời, xem ngươi sẽ làm thế nào. đừng có gấp, nhìn ra vấn đề trước khi còn chưa xác định, không thể dễ dàng dùng thuốc. không để ý tới ánh mắt khinh thường của mọi người, trương huyền lắc đầu dừng lại một chút nói. chỉ có điều ta có một bộ bí pháp chỉ cần thi triển, có thể dễ dàng xác định chứng bệnh. Tuy nhiên, nói đến đây hắn dừng lại, trên mặt do so dự. Chỉ có điều cái gì? Nghe được hắn có bí pháp, có thể xác định chứng bệnh, lộ quản ra vội vàng nhìn qua. Ngay cả đại dược phương giống như người chết, đồng tử cũng quay lại. Hiện tại phiền toái lớn nhất, cũng không phải là không có cách nào trị liệu, mà là. Ngay cả bệnh gì cũng không biết, nếu như có thể xác nhận chứng bệnh, có lẽ lại có thể tìm ra manh mối, nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ có điều, có thể phải để đại dược vương nhận chút ủy khuất. Trương Huyền chậm rãi nói, chỉ cần có thể xác định chứng bệnh, nhận chút ủy khuất không tính là gì cả. Cần phải làm sao? Bạch y sư cứ nói đừng ngại. Chương 398, bí pháp của Trương Huyền 2. Cùng đại dược vương thương nghị một chút, ánh mắt lộ quản gia mang theo sự kiên định. So sánh với tử vong, nhận ủy khuất các loại không đáng để nhắc tới thứ gì cũng không cần, nếu ngươi nói không tính là gì cả, vậy ta lại thi triển bí pháp. Trương Huyền nhìn qua, vẻ mặt nghiêm túc. Ừ, lộ quản gia gật đầu, nghi ngờ hỏi thăm. Nếu thi triển bí pháp, có cần chúng ta tránh mặt hay không? Rất nhiều bí pháp đều tương đối riêng tư, ở đây có nhiều y sư nhìn như vậy, có thể không quá thuận tiện hay không? Chỉ có điều, hắn còn chưa nói hết lời, lại thấy bạch thiểm y sư trước mắt rỗi bàn tay ra một cái, một cái tát đánh tới đại dược vương. Bốp, một tiếng động vang lên, bàn tay rơi vào gáy của đại dược vương. Người này ngay cả phản ứng cũng chưa từng kịp phản ứng, mắt đã tối sầm, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngất đi, người muốn làm gì? Không nghĩ tới vị bạch thiềm y sư này không thi triển bí pháp, ngược lại đánh lão ra ngất xỉu, ra đầu lộ quản ra thoáng cái nổ tung. Hắn đang muốn xông qua, lại thấy đối phương sờ một cái ở trên người đại dược vương, sau đó vỗ tay một cái. Được rồi, bí pháp thi triển kết thúc. Thi triển, kết thúc. Thân thể tất cả mọi người đều thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Đại ca, ngươi là tới đùa giỡn sao? Ngươi sẽ không nói, bí pháp của ngươi chính là tát đại dược vương một cái chứ. Còn nói bí mật, có cần lảng tránh không? Loại cấp bậc như vậy, kéo một con chó qua cũng có thể thi triển. Mạc Vũ ở một bên, thân thể cũng run lên, thiếu chút nữa thì co quắp trên mặt đất vừa rồi thấy đối phương nói lời son sắt, nàng thật sự cho rằng hắn có biện pháp gì tốt, có thể nhìn ra chứng bệnh, tìm ra vấn đề. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới là chiêu này. Một cái tát đánh cho hôn mê, đây chính là ta tay đối với đại dược vương, tìm không ra lý do tốt, sợ so rằng ngày hôm nay hai chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, lại cũng không ra được. Lão ra, xông về phía trước, lại xoa bóp, lại xoa bóp, thật vất vả khiến cho đại dược vương một lần nữa tỉnh táo lại, lộ quản gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại nhìn về phía Trương Huyền đứng cách đó không xa, cố nén kích động muốn gọi người tới chém người này ra thành tám khối. Bạch thiềm y sư, người đây là... Nói thật, nếu không phải đối phương vừa rồi chỉ được tật bệnh trên người hắn, chỉ dựa vào chuyện vừa nãy, hắn nhất định sẽ vận dụng hộ vệ, giết chết. Thân thể lão gia vốn đã suy yếu, thoáng cái đánh bất tỉnh. Quả thực so với mưu sát không có gì khác nhau bí pháp của ta phải trị liệu cho người rơi vào hôn mê, cũng chính là vô ý thức, mới có khả năng thi triển. Vừa rồi bất đắc dĩ mới phải làm vậy, mong hãy thứ lỗi. Trương Huyền đã nghĩ xong lý do. Còn có loại bí pháp này sao? Khiến người ta hôn mê mới khám bệnh cho người ta. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy nghĩ không ra. Trên thế giới còn có phương pháp kỳ lạ như thế sao? Ba vị tam tinh y sư cũng nhìn nhau, đều nhìn là được vẻ mơ hồ trong mắt đối phương bọn họ từng lật xem vô số sách trong nghiệp đoàn y sư vẫn chưa bao giờ nghe nói qua chuyện khiến người ta hôn mê mốp chia có khả năng xem bệnh dĩ nhiên là vi phạm nguyên lý của y đạo hóa ra là như vậy lộ quản gia cũng chưa từng nghe qua chỉ có điều người trước mắt này bảo mình đánh quyền là có thể nhìn ra chứng bệnh đã không phù hợp lẽ thường hắn có chút do dự không nhịn được hỏi không biết lão gia nhà ta rốt cuộc là chứng bệnh gì? Bạch Y Sư có thể xác nhận hay không? Nghe được câu hỏi, những người khác cũng đồng loạt nhìn lại, muốn xem thử, người này giả vờ giả vịt, đến cùng sẽ nói như thế nào? Ta đã xác nhận được chứng bệnh. Trương Huyền gật đầu, trên mặt hắn có chút do so dự, thở dài. Là, tự làm bậy, không thể sống. Ngươi nói cái gì? Lộ quản ra sừng sốt. Làm càn. Những tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên, xung quanh lập tức có vô số hộ vệ vào tới. chương 399, khí ước cổ một. Đem đại dược vương vừa bị một tát hôn mê, nói dính dáng tới bí pháp, rất nhiều hộ vệ nhìn, làm như không nhìn thấy. Lúc này không ngờ hắn nói như vậy, đây rõ ràng là đang khiêu khích, bọn họ làm thế nào có thể nhìn xuống được. Làm càn, đâm đầu vào chỗ chết. Rất nhiều hộ vệ, mỗi một người trợn mắt nhìn, đao kiếm trong tay bắn ra hàn quang chỉ cần ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ chặt kẻ giả vờ giả vịt, miệng không giữ này thành thịt vụn. Đầu óc bị bệnh. Trước đây ta từng tiếp xúc qua Bạch Thiềm này, tuy rằng nhân phẩm không tốt, đầu óc vẫn tính là bình thường. Thế nào, đột nhiên trở nên có vấn đề? Vốn cho rằng hắn có thể nói ra lý luận kinh thế gì, rất nhiều y sư khác nghe hắn nói như thế, đều thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Mỗi một người trợn mắt há hốc mồm, giống như là nhìn thấy yêu quái chỉ cần tới hồng liên thành có người nào không biết uy thế của đại dược vương quả thực chính là thổ hoàng đế cho dù vương tử thiên vũ vương quốc đi tới nơi này cũng phải ngoan ngoãn đợi một cái tát đánh người ta hôn mê đã rất khiêu khích không ngờ càng tệ hại hơn nói thẳng tự làm bậy không thể sống ngươi là cảm thấy mạng dài sống đủ rồi muốn tìm chết hay cảm thấy tính tình đại dược vương quá tốt thành phong y sư cũng nhìn hắn giống như nhìn kẻ ngu si Người này, đầu bị man thú đá sao? Nếu không, làm sao có thể nói ra lời vô sỉ như thế? Kết thúc, lần này, thật sự kết thúc. Mạc Vũ vỗ chán một cái, khóc không ra nước mắt. Trước đó còn có thể nói bí pháp đặc biệt, cần phải khiến đại dược vương hôn mê, rõ ràng nói lung tung qua loa tắc trách. Lời này vừa ra, chẳng khác nào hoàn toàn đắc tội đối phương, lại không còn đường sống quay về. Người muốn chết thì chết, đừng có liên lụy đến ta ta chỉ là muốn tăng chút kiến thức, chiêu ai gẹo ai. Thôi đi, cùng đi, cho dù người này tìm đường chết, cũng không thể ném hắn lại. Trong lòng phiền muộn, Mạc Vũ cắn răng, lặng lẽ truyền âm. Trương Huyền, người bây giờ thông báo khiếu thiên thú qua. Trong tay ta có trận bàn phụ vương lưu lại cho ta. Chỉ cần kích hoạt, chắc hẳn có thể kiên trì một khoảng thời gian. Động tác nhanh lên một chút, không nên do dự, có lẽ còn có một đường sống ở đây tuy là đầm rồng hang hổ, nhưng khiếu thiên thú tu vi nửa bước trí tôn, hơn nữa có thể bay. Nếu nó thật sự đi qua, vẫn có hy vọng rất lớn mang theo bọn họ chạy trốn. Chỉ có điều, hiện tại quan trọng nhất chính là, làm thế nào kiên trì tới khi khiếu thiên thú tìm đến nơi này. Bàn tay nắm chiếc nhẫn chữ vật, tinh thần mạc vũ âm thầm cảnh giác. Chỉ cần đối phương vừa động thủ, nàng sẽ lập tức lấy trận bàn ra, ném ra. Là công chúa, một mình chạy đến rèn luyện, thủ đoạn bảo toàn tính mạng vẫn có một ít. Trận ban là thông qua phương pháp đặc biệt, khắc trận pháp lớn như vậy ở trên một vật phẩm có thể mang theo người, ở thời gian cần sử dụng, chỉ cần truyền chân khí vào là được. Mặc dù không phải trận pháp sư, cũng có thể dễ dàng kích hoạt. Tuy rằng uy lực yếu hơn so với trận pháp thật sự không ít, nhưng có thể trong nháy mắt kích phát, đồng thời thuận tiện mang theo, là thủ đoạn không ít người dùng để bảo toàn tính mạng. Chỉ là thứ này giá rất đắt, hơn nữa còn là vật phẩm chỉ dùng một lần cũng chỉ có nàng vì công chúa của thiên vũ vương quốc này mới có vốn liếng như vậy gọi cho nó qua làm gì không cần khẩn trương thấy đối phương nói khẩn trương trương huyền mỉm cười ngươi nhìn người này đã nguy hiểm như vậy vẻ mặt còn không biết sống chết mạc vũ cũng sắp tức tới bùng nổ ngươi hoàn toàn đắc tội đại dược vương không chịu đi chẳng lẽ lại thật sự muốn chết ở chỗ này đắc tội hắn ta đang giảng giải cho hắn biết về bệnh tình, làm sao có thể đắc tội. Trương Huyền khoát tay, thoải mái một câu. Nàng an tâm đợi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Giảng giải về bệnh tình. Mạc Vũ phát điên. Mắng người ta tự làm bậy không thể sống, đây là giảng giải về bệnh tình sao? Ta làm sát hạch y sư học đồ lâu như vậy, vẫn chưa từng nghe qua. Còn an tâm đợi, loại tình huống này, có thể đợi ở đây mới là lạ trong lòng nàng tức tới nghiến răng nghiến lợi, Mạc Vũ cũng biết bây giờ không phải là thời điểm bực bội. Nàng đưa mắt nhìn quanh, lựa chọn con đường tốt nhất để chạy trốn. Nếu như sớm biết rằng người này không đáng tin cậy như vậy, nàng đã không cùng hắn mạo hiểm. Bạch thiềm y sư, ta có lòng tốt mời đi theo chữa bệnh, cho lão ra nhà chúng ta, người lại nói chuyện như vậy. Ngày hôm nay không nói rõ ràng, người thật sự đừng mong đi được. Không để ý tới vẻ chấn động kinh ngạc của mọi người, lộ quản gia cố nén tức giận vung ống tay áo hít mắt lại nếu không phải đối phương giúp hắn giải quyết tai họa ngầm chỉ bằng vào câu nói mới vừa rồi đau búa đã thêm thân lập tức chặt chết làm gì còn cho cơ hội giải thích không nên gấp gáp ta sẽ nói rõ ràng chỉ là ở đây nhiều người như vậy người thật sự muốn ta nói ra sao đối với uy hiếp của hắn trương huyền không thèm quan tâm trái lại cười nhạt ít giả vờ giả vịt ngày hôm nay cho dù ngươi nói tới xé trời đi nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Dám khiêu khích huy nghiêm của đại dược vương, phải chết. Lộ quản gia, nói nhiều lời vô nghĩa với hắn làm cái gì? Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, bây giờ chúng ta liền chém kẻ mạo phạm lão ra thành tám khối. Nhìn thấy được hắn chết cũng không hối cải, còn cười đùa cợt nhả, tất cả hộ vệ xung quanh đều cảm thấy tức sắp nổ tung. Bọn họ đồng thời giống to hơn, mỗi một người đằng đằng sát khí những hộ vệ này đều có tu vi ngoài thông huyền cảnh. Khí thế của hơn 10 người đồng thời phát ra, liên kết lại thành một, giống như hội tụ chất lỏng sình sạch ở trong phòng, khiến người ta không nhịn được, hít thở gấp gáp, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ngay cả rất nhiều y sư tông sư cảnh, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Mỗi một người không kìm lòng được lui về phía sau. Thông huyền cảnh và tông sư cảnh tuy rằng tranh lệch rất xa, nhưng những hộ vệ này mỗi ngày ở cùng một chỗ, quen thuộc với nhau, tiến lui giống như một thể, hơn nữa ôm thủ đoạn có kịch độc. Một khi động thủ, cho dù là cường giả tông sư, đều rất khó đề phòng. Được rồi, thấy những hộ vệ này đều sẽ động thủ bất cứ lúc nào, lộ quản gia giơ tay lên ngăn cản. Tất cả dừng tay cho ta. Nói xong hắn lại nhìn qua. Bạch Y Sư, những người này trung thành và tận tâm đối với lão gia. Người ngôn ngữ xúc phạm, không nói rõ, chỉ sợ cho dù là ta, cũng không khống chế được trong giọng nói của hắn đã mang theo uy hiếp nồng đậm. Chỉ cần Trương Huyền nói không ra lý do thích hợp, chỉ sợ những hộ vệ này cũng sẽ thật sự ra tay. Nói rõ ràng rất đơn giản, chỉ có điều, tuy rằng các người không ngại, nhưng dính dáng tới bí mật. Theo ý kiến của ta, vẫn không nên nói ra ở trước nhiều người như vậy, thì tốt hơn. Không quan tâm mọi người bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ, Trương Huyền đi tới trước mặt Đại Dược Vương, trong ánh mắt mang theo vẻ thản nhiên như vậy đi, ta nói ba chữ nếu như người cảm thấy ta chẩn đoán bệnh đúng để cho những người này ra ngoài chúng ta nói tường tận nếu như không đúng giết ta là được sau khi cùng đại dược phương trao đổi một chút lộ quản gia gật đầu được đáp ứng là tốt rồi trương huyền mỉm cười ba chữ của ta rất đơn giản khế ước cổ khế ước cổ đó là cái gì còn tưởng rằng đối phương sẽ nói cái gì lộ quản gia nhướng mày hắn đang suy nghĩ có nên chém chết người này hay không, lại thấy đại dược vương bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đồng tử đục ngầu sắp chết, chợt bắn ra ánh sáng kích động. Để cho, dễ cho, những người khác đều ra ngoài. Giấy ruộng lắc lư một cái, giọng điệu khàn khàn của hắn vang lên. Cái này, thấy vị bạch thiềm này chỉ nói ba chữ, khiến đại dược vương mệt mỏi không phấn chấn, vẫn không nhúc nhích lại nói ra lời, tất cả mọi người nhìn hắn như nhìn quái vật mới vừa rồi còn cho rằng hắn chết chắc rồi, ai cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyển hướng này. lẽ nào ba chữ này có ma lực nào đặc biệt? lão gia, thấy lão gia nói, lộ quản gia vội vàng đi tới trước mặt đại dược phương, trao đổi một hồi. lúc này hắn mới đứng dậy ngắm nhìn bốn phía. các vị thật sự ngại quá, trần đoán bệnh ngày hôm nay lại dừng ở nơi đây, vẫn mong các vị rời khỏi đây. thù lao của các vị, ta sẽ cho người tiến các người đi nói xong hắn không nhịn được liếc mắt nhìn Trương Huyền. Hiện tại thân thể đại dược vương quá yếu, nói không nên lời nào. Nhưng hắn hầu hạ đối phương nhiều năm, cho dù chỉ nhìn ánh mắt một cách đơn thuần, cũng có thể hiểu được ý tứ. Lão ra để lộ ra ý tứ rất đơn giản. Dựa theo vị bạch y sư này phân phó để làm, chỉ có hắn, có khả năng cứu mình. Một miệng luôn nói bậy, hồ ngôn loạn ngữ, có thể cứu được sao? Chẳng lẽ, thật sự giống như lời đối phương nói vậy, lão gia là tự làm bậy không thể sống. Được, đại dược vương, lộ quản gia, chúng ta liền cáo từ. Nghe lộ quản gia hạ lệnh trục khách, trong lòng mọi người tuy rằng nghi ngờ, vẫn lắc đầu, xoay người rời khỏi đó. Trước khi ra cửa, nhìn về phía bạch thiềm y sư đứng cách đó không xa, đầy mê hoặc. Người này nói ba chữ, khiến đại dược vương đuổi người đi. Chẳng lẽ hắn hiểu biết chính xác đối phương bị bệnh gì? Nhưng dường như, cũng không có bệnh gì gọi là khế ước cổ đi. Các người cũng đi xuống đi. Không để ý tới sự nghi ngờ của mọi người, lộ quản gia nhìn các hộ vệ khoát tay áo. Vâng, biết là ý tứ của lão gia, rất nhiều hộ vệ lên tiếng, đồng thời lui xuống. Mạc Vũ thấy mọi người rời khỏi đó, có chút do dự, cuối cùng vẫn dừng lại. Không quan tâm người này đến cùng nói có đúng hay không, một lát nữa có thể bị chém chết hay không, nếu nàng đi cùng với đối phương, sẽ không rời đi một mình. Thấy si công chú kiêu ngạo này nói không dễ nghe, nhưng người vẫn rất trượng nghĩa, trương huyền âm thầm gật đầu. Trương 400, khế ước cổ 2. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Bạch thiềm y sư, hiện tại đã không có ai, không biết có thể nói được chưa. Biết mạc vũ đi theo vị bạch y sư này, lộ quản gia không lại e ngại, cung kính ôm quyền. Ừ trương huyền gật đầu không che giấu thật ra vừa rồi mới nhìn thấy dáng vẻ của đại dược vương trong lòng ta lại có phán đoán trải qua bí pháp thôi diễn đã xác định xuống nói đến đây hắn thở dài đại dược vương đây thực sự không phải bệnh cũng không phải trúng độc mà là một loại gọi là khế ước cổ vật này là do cùng người khác làm giao dịch nào đó lưu lại hiện tại người làm ra giao dịch đã chết bị cổ trùng hạn chế hắn tất nhiên cũng sống không lâu nữa khế ước cổ, đó là cái gì? Lộ quản gia vẫn không hiểu. Cho dù là hắn, mỗi ngày tiếp xúc với y sư, dược liệu, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Đại dược phương rõ ràng biết thứ này, chỉ có điều hiện tại hắn không có cách nào nói ra. Cho dù có thể giao lưu, cũng chỉ là nói chuyện sơ qua, không có khả năng biểu đạt ra thứ phức tạp như vậy. Khế ước cổ là do một vài người vì nhận được sự tín nhiệm, cùng đối phương ký kết khế ước đặc biệt, thuộc về một loại thủ đoạn của độc sư. Nói trắng ra là tương tự với khế ước sinh tử của thuần thú sư. Một khi ký kết, chẳng khác nào biến thành thuộc hạ trung thành của đối phương. Một khi chủ nhân tử vong, vậy thuộc hạ này cũng sống không lâu, rất nhanh sẽ đuổi theo. Vật này là do độc sư vì khống chế thuộc hạ, cố ý lấy ra. Chỉ cần ký kết, sinh tử không do mình khống chế. Chỉ cần vi phạm ý niệm của chủ nhân, sẽ gặp phải nỗi đau vạn cổ chui qua tim ánh mắt Trương Huyền nghiêm trọng, chậm rãi nói. Trên thế giới, còn có loại vật này sao? Lộ quản ra líu lưỡi, hoàn toàn không thể tin được. Đối phương không nói, ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Mạc Vũ Tiểu Thư ở một bên, đôi mắt thanh tú cũng trợn tròn. Khế ước cổ, nàng không biết. Khế ước sinh tử, nàng lại biết rất rõ. Loại khế ước này, chỉ cần chủ nhân tử vong, man thú không quan tâm thực lực mạnh tới mức nào, ở chỗ nào đều sẽ ngừng hít thở. Nghe giọng điệu của hắn, khế ước cổ này càng thêm lợi hại. Nếu quả thật là như vậy, chẳng phải sẽ xem người trở thành man thú tới ra lệnh, thuần dưỡng sao? Điều này cũng quá kinh khủng. Lẽ nào, khế ước cổ này có liên quan tới bệnh của lão ra sao? Sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt lộ quản da trắng bệch. Đâu chỉ có liên quan đến, đây chính là nguyên nhân dẫn tới. Nhìn về phía đại dược phương trước mắt, Trương Huyền không nhịn được lắc đầu. Lão ra nhà ngươi, đường đường đại dược phương, bá chủ một phương hồng liên thành, hết lần này tới lần khác muốn làm thuộc hạ của người khác, cam tâm dùng loại độc cổ này, không phải tự làm bậy, không thể sống là cái gì. Đại dược phương của Hồng Liên Thành, ngay cả quốc phương bệ hạ của Thiên Vũ Vương quốc cũng không muốn tùy ý đắc tội. Y sư Tam Tinh cũng tự nguyện cúi đầu, địa vị cao, so với một ít quốc phương của Vương quốc nhị đẳng cũng mạnh hơn gấp mấy lần người như thế không ngờ cam tâm dùng khế ước cổ trở thành thuộc hạ của người khác không phải là tự mình đâm đầu vào chỗ chết thì là cái gì xuất hiện cục diện ngày hôm nay y cũng không có thể oán người khác được nghe nói như thế gương mặt đại dược phương vốn đã khô quắt lại thoáng ửng đỏ trong mắt đầy hối hận vẫn mong bạch y sư mau cứu lão gia nhà ta biết được lão gia của mình bị bệnh gì thân thể lộ quản da run lên đầu gối mềm nhún quỳ dạp xuống đất Mấy ngày qua thấy lão gia càng ngày càng yếu, trước sau hắn không nghĩ ra. Lúc này rốt cuộc biết được nguyên nhân, hắn không thể tiếp tục kìm chế được. Hắn từ nhỏ đến lớn đều ở trong phủ của Đại Dược Vương, lòng trung thành không thể nghi ngờ. Lão gia thật sự phải chết, bị dược vương khác công kích, dược vương phủ nhất định sẽ suy bại xuống. Làm quản gia, đứng mũi chịu sào, hắn cũng rất khó có thể sống lâu dài. Bất kể là về công hay về tư, đều không thể xảy ra sự cố. Bạch y sư trước mắt này, không chỉ liếc mắt nhìn ra được chứng bệnh của hắn, còn nhìn ra được nguyên nhân căn bệnh của lão gia, có lẽ lại có phương pháp giải quyết. Đứng lên trước đi. Đưa tay nâng đối phương dậy, Trương Huyền lắc đầu. Khế ước cổ, khế ước ký kết thành, đã tiến vào máu xương tủy. Nếu muốn giải quyết, rất khó. Sau khi ký kết khế ước, cổ trùng sẽ tiến vào trong cơ thể, nương theo máu bơi qua bơi lại. Muốn tìm được, cơ bản không có khả năng. Chỉ cần bạch y sư ra tay, cứu chữa lão ra nhà chúng ta, đại dược phương phủ ta có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì. Lộ quản gia cắn răng nói. Muốn cứu hắn, cần phải tìm được chỗ vị trí của cổ trùng, lấy nó ra, hoặc giết chết. Trương Huyền không đáp ứng, mà giải thích. Bản thân cổ trùng là sống, sẽ bơi dọc theo máu. Một khi gặp phải nguy hiểm, nó sẽ lập tức chạy trốn, làm sao bắt được. Khế ước cổ Quan trọng nhất chính là nuôi cổ trùng ở bên trong thân thể. Nếu muốn giải quyết rất đơn giản, chỉ cần bắt được, giết chết là được. Nhưng làm, thật sự quá khó khăn. Thứ này ở bên trong máu, nhìn không thấy sờ không được, lại biết di chuyển khắp nơi, tránh né nguy hiểm, giết thế nào? Sợ rằng cổ trùng không giết chết, người đã chết trước. Y sư nếu có thể nhìn ra vấn đề của lão gia nhà ta, nhất định có biện pháp giải quyết. Vẫn mong ngài ra tay lộ quản gia lại quỳ xuống. Tìm nhiều y sư như vậy, ngay cả chứng bệnh cũng không nhìn ra được. Vị bạch thiềm này đã là hy vọng duy nhất của bọn họ. Ta có thể ra tay cứu hắn, chỉ có điều, ta có một điều kiện. Trương Huyền có chút do dự, nói. Người khác tìm cổ trùng rất khó, hắn lại khác, hắn nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, có thể đánh dấu rõ ràng chỗ vị trí của cổ trùng. Nếu thật sự muốn trị liệu, vẫn có thể làm được. Y sư mời nói. Nghe được hắn thật sự có thể cứu chữa, Lộ quản gia kích động siết chặt nắm đấm. Ta muốn đi tới độc điện, hy vọng sau khi ta chữa trị tốt cho đại dược vương, có thể dẫn ta qua đó. Trương Huyền thản nhiên nhìn qua. Điều này, không nghĩ tới là yêu cầu này, Lộ quản gia biến sắc. Độc điện hiện tại rất nguy hiểm, không tiếp kiến người ngoài. Nhất là y sư, qua đó vô cùng nguy hiểm. Độc sư và y sư tương đương với hai chức nghiệp đối địch một mình ngươi là y sư muốn đi tới độc biện, đây không phải là muốn chết sao. Hiện tại rất nguy hiểm, có ý gì? Nghe ra trong lời nói của đối phương có vấn đề, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. liếc mắt nhìn lão ra, thấy hắn không phản đối, lộ quản ra cắn răng một cái. Độc biện hiện tại xuất hiện nội chiến, hoàn toàn đóng kín, ai cũng không gặp. Ngay cả lão ra còn không thể nào vào được, hiện tại qua đó, thật sự không phải là thời cơ tốt nhất. Nội chiến, Đúng, lộ quản gia nói. Nếu như y sư thật muốn qua, một năm sau nội chiến ngừng lại mới đi qua, có thể sẽ có thêm. Một năm sau, quá muộn. Trương Huyền lắc đầu. Hắn phí hết tâm huyết đặc biệt tới tìm độc biện chính là để giải quyết độc khí trong người. Một tháng cũng không muốn chờ, còn chờ một năm. Đua gì thế? Chỉ cần đưa ta đến độc biện, tiến vào trong như thế nào, lúc nào đi, là chuyện của ta. Đáp ứng, ta lại ra tay cứu chữa không đáp ứng, vậy thì thôi. Trương Huyền thản nhiên nói. Chỉ có điều, ngoại trừ ta ra, cho dù ngươi tìm hết 13 vương quốc xung quanh, chỉ sợ cũng không ai có thể giải quyết được. Nghe được giọng điệu của hắn kiên quyết, lộ quản gia nhìn về phía lão ra cách đó không xa, thấy đối phương trợn trừng mắt, lúc này mới nhìn qua. Được, lão ra chúng ta đáp ứng. Ừ, lúc này Trương Huyền mới gật đầu. Để lão ra các ngươi nằm ngang, ta hiện tại liền bắt đầu trị liệu. Vâng, biết hai bên đều là người có thân phận, không có khả năng làm ra chuyện quyệt nợ, Lộ quản gia không nói thêm gì nữa, đặt ghế nằm tới, khiến cho lão gia nằm thẳng. Cũng biết hắn lập tức trị khế ước cổ, trên gương mặt khô quắt của đại dược vương lộ ra vẻ khẩn trương. Lộ quản gia, Mạc Vũ chưa từng nghe qua về khế ước cổ, biết không nhiều lắm. Hắn từng trải qua, tất nhiên biết, thứ này gần như không có cách nào giải được. Người trước mắt này lại còn nói có thể trị liệu tuy rằng trong lòng hắn có chút không tin cũng vẫn muốn thử một chút vù quyết định trị liệu trương huyền không nói thừa cổ tay tay hắn một lần một hộp ngân châm xuất hiện ở trong lòng bàn tay tinh thần thoáng động hắn mở ra sách đánh dấu trong đồ thư quán chỗ thiếu hụt cũng chính là nơi cổ trùng của khế ước cổ đang tồn tại chân khí trong cơ thể vận chuyển hắn nhẹ nhàng bắn ra ngân châm lao thẳng tắp tới nơi sách ghi chép đâm tới Ngân châm ẩn chứa chân khí thiên đạo của hắn, chỉ cần đâm chúng cổ trùng, tuyệt đối có thể giết chết. A. À, sau khi đâm vào, chân khí dạo qua một vòng, sắc mặt Trương Huyền trầm xuống. Cổ trùng không ngờ di chuyển. Sách vừa mới hình thành, một hồi qua vừa nói, lại vừa quan sát, cổ trùng trong cơ thể của Đại Dược Vương không ngờ đã không còn ở vị trí đánh dấu. Xem ra còn cần phải hình thành sách mới khác mới được. Có chút do dự, Trương Huyền nhìn lại có chút ngượng ngùng. Đại dược vương, thật sự ngại qua. Người xem, người có thể thuận tiện, lại hôn mê một chút hay không. Audio điện tử võ tấn bền. hết chương 400.